Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 2586, ý kiến 2. Nếu lĩnh ngộ pháp tắc áp lực lại có thể dẫn dắt hồng cự tinh của bản thân chậm rãi lột xác. Cứ như vậy, không chỉ khiến xác suất đột phá thành công càng cao hơn, còn càng an toàn hơn. Phương Tịch mỉm cười. Con đường tu luyện ở vũ trụ giới này thật ra chính là bắt chước một loạt diễn biến của thiên thể. Nếu điều kiện thích hợp, tốc độ đột phá lên quả thật không thể tưởng tượng nổi cấp hồng cự tinh ở chân tiên giới ít nhất cũng là một chân tiên chứ. Phương tịch lấy ra thiết bị truyền thông lượng tử, gửi tin nhắn cho ôn cách. Màn hình lóe lên ánh sáng huỳnh quang, hiện ra bóng dáng của ôn cách. Điện hạ, ta đang ở đế vương tinh chịu trách nhiệm cho lần mua này. Còn nữa, Sato điện hạ thật sự có ý định điều động mấy vị hoàng tử hoàng nữ tòng quân, điện hạ cần phải cẩn thận. Ngươi không cần phải lo lắng tới những điều đó. Bởi vì ta đã là cấp hồng cự tinh. Phương tịch miễn cười nói. Ngươi có thể nhanh chóng nhìn thấy những chứng thực liên quan. Ta nhớ tồn tại cấp hồng cự tinh trong hoàng thất vẫn có không ít quyền lực. Cái gì cấp, cấp hồng cự tinh à? Vẻ mặt ôn cách hơi hoảng hốt. Trước đây, tuy điện hạ ra lệnh cho hắn bắt đầu thu thập tài nguyên đột phá, hắn còn tưởng rằng điện hạ đang chuẩn bị cho tương lai. Hắn không ngờ được đối phương lỗ mãn như vậy, lại trực tiếp đi lên. Thậm chí, còn một lần đã thành công hắn nên nói, thật sự không hổ danh là huyết mạch của Phô Ennis sao? Lúc này, hắn nghe Phương Tịch nhắc nhở, mới chợt phản ứng. Đúng. Đúng vậy. Dựa theo lẽ thường, hoàng tử thăng cấp lên cấp hồng cự tinh là một chuyện lớn, chắc hẳn sẽ do Viện Văn Chương tiến hành xác nhận, sau đó sẽ đưa đến trước án của hoàng đế bệ hạ. Viện Văn Chương là một bộ môn không mấy nổi tiếng trong đế quốc nhưng thật ra tương đối quan trọng, còn có trách nhiệm xác nhận thực lực của từng thành viên trong hoàng thất. Phương tịch gật đầu và ngắt thông tin. Hắn lại tiện tay gọi đi. Hình ảnh trên màn hình dao động và lại hiện ra một bóng người. Đó là một nữ tính có đôi tai thỏ. Tuy trong nàng đáng yêu nhưng khí tức vô cùng mạnh mẽ, không ngờ đã đạt đến cấp bậc hồng cự tinh. Hả? Phương tịch phát hiện sự khác thường của thông tin. Hắn không ngờ có thể cảm giác được khí tức của đối phương thật giống như mặt đối mặt vậy. Chào ngài, Cây A Điện Hạ Hoàng Tử 10069 Xin hỏi ngài cần việc gì cần phục vụ à? Vị thỏ nữ lang này đặt hai tay lên nhau và để ở vị trí dưới bụng, cung kính cúi đầu hành lễ, khách sáo hỏi. Ta muốn chứng thực thực lực. Phương tịch mở miệng. Xin ngài vui lòng chờ một lát. Thỏ nữ lang lại lập tức hành lễ, tiếp theo bắt đầu thao tác một dụng cụ. Chỉ một thoáng, phương tịch cảm giác có dao động gì đó thông qua thiết bị truyền thông lượng tử dường như quét qua người mình chẳng bao lâu thỏ nữ lan lại tháng phục nói thông qua chứng thực xác nhận cây a điện hạ ngài đã thăng cấp lên cấp hồng cự tinh tuy ban đầu điện hạ chỉ là cấp vệ tinh nhưng tốc độ tiến bộ quả thật hết sức kinh người đấy nàng bất giác lại so sánh giữa cây a hoàng tử và sa tô hoàng tử tuy người sau được công nhận là thiên tài thậm chí nghe đồn sắp thăng cấp lên cấp trung tử tinh nhưng lại chỉ là một hồng cự tinh mà thôi. Cho dù Sato đi theo tuyến đường thiên thần hệ xa xỉ nhất, đồng thời chạy tới đỉnh phong. Nhưng nói một cách nghiêm khắc, hai hoàng tử đều đang ở cùng một cấp bậc, đều là cấp bậc hồng cự tinh. Số liệu của ngài đã được cập nhật. Thỏ nữ Lan nói. "Ồ. Không biết sau khi hoàng tử trở thành tiên nhân cấp hồng cự tinh sẽ có phúc lợi đãi ngộ gì." Phương Tịch mở miệng hỏi đầu tiên chính là lợi ích dù sao sau khi hắn thăng cấp lên cấp hồng cự tinh, hắn cũng tiêu gần hết số tài chính trong tay. Cũng không biết vị hoàng đế bệ hạ kia có thể lại gửi thêm cho hắn 8 tỷ, chục tỷ nữa không? Làm tiên nhân cấp hồng cự tinh, đẳng cấp của ngài được nâng cao, nắm giữ quyền gửi tin nhắn trực tiếp vào hộp thư của hoàng đế bệ hạ. Ngoài ra, quyền hạn của ngài đã được cập nhật. Thỏ nữ lan lần lượt liệt kê. Nói một cách tổng thể, lần này không cho tiền. Phương tịch tắt máy truyền tin đi và xoa cầm. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ tới di sản kiếp trước của mình, mà nghĩ tới lợi ích có thể thu được sau khi quyền hạn lần này được cập nhật. Mặc dù không có tiền nhưng thông qua quyền hạn được nâng cao, hắn cũng coi như có chút thực lực. Hắn chỉ cần thoáng triển khai hoạt động, muốn thu được một phần lợi ích, thu nhập ổn định lại phong phú thì không phải là vấn đề lớn. Dù gì mình cũng là một vị hoàng tử. Bây giờ xem như mình đứng lên, luôn có người đặt cược. Phương Tịch âm thầm nghĩ, trên máy truyền tin bỗng nhiên phát ra một tia sáng. Ôn Cách hắn liếc nhìn và cười nói: Có chuyện gì sao? Ta vừa lấy được thông tin, cây a điện hạ, ngài cần phải đi tới đế vương tinh để tham gia hội nghị ngự tiền do hoàng đế bệ hạ chủ trì. Ông Cách nghiêm mặt nói: Lần này đã hoàn toàn xác định ra người được chọn lựa chiến đấu với trùng tộc. Mỗi vị hoàng tử cấp hồng cự tinh trở lên đều sẽ tham gia. Ồ vậy coi như ta đã đuổi kịp à phương tịch xoa cằm có vẻ ngẫm nghĩ và cười phương tịch lại đến trong cung điện bằng đồng ở đế vương tinh hắn nhìn bóng người cao tới mấy trăm cây số kia vẫn cảm giác mình thật nhỏ bé bây giờ đế quốc hoàng đế không chỉ là hát động tiên còn là người mạnh nhất trong hát động tiên trong lòng hắn thấy ớn lạnh hắn nhìn thấy từng vị trọng thần nguyên lão với hình thù kỳ quái cảm thấy mình không chơi được với bọn họ có vài người lên tiếng chào, sau đó tìm được nhóm riêng của mình. "Ấy, Sato đệ đệ thân ái của ta." Quả nhiên là đã lâu không gặp. Phương Tịch nhìn lướt qua, nhìn thấy một đám hoàng tử hoàng nữ mặc lễ phục đang đứng thành một vòng, hắn lập tức đi tới. Sato nhìn thấy Phương Tịch cũng rất sửng sốt. Hắn không sao tưởng tượng nổi, hoàng tử cấp vệ tinh trước đây dám từ chối mình, bây giờ đã biến thành tồn tại cấp hồng cự tinh. Nhưng trong lòng hắn lại nhanh chóng cười giễu cợt chẳng qua là gai hệ vô dụng mà thôi nhưng bây giờ đang ở ngay trước mặt phụ hoàng hắn chỉ có thể cố nặng ra một nụ cười mỉm cây a à. chúc mừng ngươi thăng cấp phương tịch đi lại ở trên đại điện thật ra đã hiểu rõ vì sao những người dưới hồng cự tinh đều không được phép dự thính trong hội nghị từng vị tồn tại cấp hồng cự tinh trở lên tùy tiện tản ra dao động năng lượng cấp vệ tinh thậm chí cấp hành tinh bình thường đều có thể bị tổn thương không chừng còn ngã xuống Sato, cho tới bây giờ, ngươi vẫn không muốn gọi ta một tiếng hoàng huynh sao?" Phương Tịch thở dài, có vẻ vô cùng buồn bã. Xì. Tinh Sa ở bên cạnh cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cố nhịn xuống, chỉ cảm thấy tâm trạng tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Phương Tịch vừa đứng lại, đã thấy một nữ nhân mặc giáp vàng tiến lại gần. Nàng trông càng xinh đẹp hơn Tinh Sa, các đường nét trên mặt đều rõ ràng kèm theo khí chất đường hoàng, hào phóng. Cây a" cuối cùng đã gặp được ngươi rồi. Ta là Su Giang. Hóa ra là tỷ tỷ 367. Phương Tịch lịch sự đáp lại. Vị hoàng nữ 367 này thật ra không đơn giản, không chỉ lôi kéo được rất nhiều thế lực, bản thân nàng cũng là một vị trung tử tiên, chính là người có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ cho ngôi vị hoàng đế đời tiếp theo. Vì sao ngươi lại nói cuối cùng đã gặp được ta? Phương Tịch vô cùng kinh ngạc. Su Giang nhướng mày lộ vẻ quyến rũ. Trước đây, ta đã từng gửi thiệp mời cho ngươi. À. Hóa ra là vì chuyện này. Phương Tịch ấy nấy cười. Trước đây, ta chỉ một lòng tu luyện nên không chú ý lắm. Hắn không nói ra hết, bởi vì hắn cảm giác được một áp lực đang không ngừng tăng lên. Tất cả mọi người không khỏi nhìn sang vị hoàng đế bệ hạ kia. Ngày hôm nay ta triệu kiến các ngươi chủ yếu vì hai chuyện. Người khổng lồ cao mấy trăm cây số ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa giống như một vị thần chỉ mãi mãi trường tồn. Không, khí tức hắn quả thật còn lớn hơn, mạnh hơn cả thần chỉ. Giọng nói của hắn cũng vang rền giống như tiếng sấm, giống như gió bão quét qua đám người. Chuyện thứ nhất là xác định chọn chủ soái phản công. Chuyện thứ hai là tạm dừng chức vụ viện trưởng của Viện Khoa học Hoàng gia. Trong lòng Phương Tịch chấn động. Viện trưởng của Viện Khoa học Hoàng gia hình như cũng là một vị hắc động tiên hắn thờ ơ nhìn từng vị đại thần bước ra khỏi hàng nói chuyện với tốc độ tư duy của đám tiên nhân này cuộc hội nghị tiến triển rất nhanh thậm chí xu giang còn lặng lẽ thông qua thông tin âm thầm lôi kéo hắn cây a ta biết ngươi một lòng muốn nghiên cứu ngay cả đột phá cũng chọn dùng gai hệ cấp thấp nhất bây giờ vừa lúc có một cơ hội phụ hoàng muốn rửa sạch viện khoa học hoàng gia và đề bạt người mới ta cũng đi theo tuyến đường nghiên cứu lần này ta đã được xác định sẽ tiến vào trong viện khoa học hoàng gia, đồng thời đảm nhiệm chức vụ nhất định. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành trợ thủ của ta. Phương tịch liếc nhìn qua, chỉ thấy Su Giang nhìn sang mình đầy vẻ thành ý. Đối với nhà khoa học của đế quốc Lanicania, cho dù bọn họ không thể tiến vào viện khoa học hoàng gia, nếu có thể trở thành trợ thủ của một vị viện sĩ nào đó, thỉnh thoảng sử dụng thiết bị tinh vi nhất của đế quốc và môi trường của phòng thí nghiệm cũng khá tốt. Hắn suy xét một lúc, ánh mắt lơ đẳng liếc qua, lại bắt gặp được thân hình cao lớn của một vị hoàng tử. Vị hoàng tử này mặc lễ phục màu tím vàng với hai hàng cúc, gương mặt anh Tuấn, toàn thân mơ hồ lộ ra áp lực. Hắn cũng là một vị trung tử tiên. Hoàng tử 44, Góp Trong lòng phương tịch nhanh chóng kết hợp hắn với một ấn tượng nào đó, tiếp theo trở nên nghiêm nghị. Trên thân người này, không ngờ cũng có một tia khí tức luân hồi. Nước của hoàng tộc này quả thật có hơi sâu đấy. Phương Tịch vừa nghĩ đến đây, hắn vốn còn hơi động tâm đã lập tức quyết định dựa theo dự định ban đầu, rời xa thị phi. Hắn trực tiếp từ chối sự chiêu mộ. Xin lỗi. 367 tỷ, ta chỉ hy vọng có thể nhận được hoàn cảnh bình an thôi. Su Giang nghe được câu này thì không khỏi nhíu mày. Trước đây, nàng đã từng phân tích qua, cảm thấy lần này mình chiêu mộ hắn sẽ có hy vọng rất lớn. Dù sao điều này cũng phù hợp với mục đích của đối phương nhưng không biết tại sao, mình vẫn thất bại. Tâm thần của phương tịch giống như lang thang trong vũ trụ, nhưng trong lòng lại đang nhanh chóng cân nhắc. Hoàng tử 44 Hoác Ennis là trung tử tinh tiên. Hắn cũng là người cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí vũ trụ đại đế. Trên người hắn làm sao có thể có một tia khí tức luân hồi được? Không, nói là luân hồi vẫn hơi yếu, có phần tương tự với tính chất đoạt xá. Vậy chính là đoạt xá từ trong thai nhi. Lẽ nào đứa trẻ sơ sinh hoàng gia của bộ tộc Phoenix thí luyện đã xuất hiện vấn đề, bị người ta nắm được sơ hở và thu xếp gián điệp vào? Đại thiên thế giới của giới này hình như không có mấy khái niệm về luân hồi. Dù sao bọn họ thiếu thiên phú trên phương diện cảm ngộ pháp tắc. Bởi vậy ốp khác thường như vậy, nhưng ngay cả hắc động tiên cũng không phát hiện ra được. Nào ngờ lại gặp phải phương tịch. Hắn có thể xem như hắc động tiên đi theo pháp tắc luân hồi, không ngờ phát hiện ra trên thân óc có điểm không thích hợp. Vũ khí kỳ quan vũ trụ bị trùng tộc lợi dụng có liên quan tới người này không? Lai lịch của hắn rốt cuộc là gì? Quân phản kháng bên trong nhân tộc à? Người dưới quyền tám hoàng giả hải tặc vũ trụ lớn à? Hay trùng tộc? Hoặc là tinh thú? Hoặc nhìn, đế vương tinh này cũng không quá an toàn. Trong lúc phương tịch đang suy nghĩ, vị hoàng đế bệ hạ kia đã đưa ra lời tổng kết cuối cùng cứ thu xếp như vậy đi tất cả các ngươi đi xuống đừng để cho ta phải thất vọng nữa trong giọng nói của hắn hình như còn kèm theo sự cảnh cáo nào khác nữa phương tịch theo đám người hành lễ và đi ra khỏi cung điện đồng xanh hắn chỉ thấy từng vị đại thần tiến vào trong phi thuyền của mình kéo theo những đuôi lửa khác nhau và rời đi hắn nhớ lại kết quả của hội nghị lúc trước còn cảm thấy rất thú vị lần này hội nghị ngự tiền được tiến hành rất nhanh ngay cả người được chọn làm chủ soái phản công cũng được quyết định sẽ do một vị hắc động tiên đảm nhiệm lục hoàng tử yoro làm phó soái sato kia cũng tiến vào trong đó lấy một chức vụ tiên phong một vài hoàng tử hoàng nữ xui xẻo thậm chí bị trực tiếp điều động vào quân nhưng trong đó không hề có phương tịch sự kiện thứ hai là tạm ngừng chức vụ của viện trưởng viện khoa học hoàng gia đề tài thảo luận này cũng được tiến triển vô cùng thuận lợi su giang và ốp được điều vào trong viện khoa học điều tra sau khi chủ trì. Phương tịch dường như ngửi được mùi gió thổi báo trước dông tố sắp đến. Ban đầu, ta vốn còn muốn thể hiện ra một vài phát minh để tiến vào trong viện khoa học hoàng gia. Nhưng hiện tại xem ra, có ốc ở đó, nơi đó quả thật sẽ biến thành mảnh đất thị phi. Hoàng đế bệ hạ muốn dùng hoàng tử hoàng nữ điều tra thậm chí đoạt quyền, nhưng không ngờ được một vị hoàng tử đã biến thành kẻ lòng dạ khó lường. Nếu đây là kế hoạch ngay từ đầu, vậy sự sắp đặt đó thật sự khá chu đáo, chặt chẽ lại lâu dài. Trong lòng hắn cảm thấy rét lạnh. Hắn lên trên chiếc phi thuyền của mình. Điện hạ. Ôm cách không lưng, dáng vẻ dường như càng cung kính hơn trước. Dù sao bây giờ Phương Tịch đã là một vị tiên nhân cấp hồng cự tinh. Ở đâu cũng phân chia mạnh yếu giống nhau. Phương Tịch nằm ở trên ghế salon và nói. Ta chuẩn bị đi tới cự giải tinh hệ, ở đó tu luyện. Trong cự giải tinh hệ có một hành tinh trung tử tinh, được đế quốc cải tạo qua và biến thành hoàn cảnh vô cùng thích hợp cho tiên nhân cấp hồng cự tinh tu luyện đột phá. Không sai. Tiên nhân cấp hồng cự tinh muốn tu luyện đột phá, tốt nhất là trực tiếp tu luyện ở trên trung tử tinh. Đương nhiên, loại tu luyện này cũng đặc biệt nguy hiểm. Cho dù là đối với tiên nhân cấp hồng cự tinh cũng vậy. Bởi vậy bọn họ phải lấy khoảng cách phân chia. Sau khi tìm được khoảng cách thích hợp với mình nhất, bọn họ mới không ngừng đi sâu vào trong ban đầu bọn họ sẽ tu luyện ở mặt ngoài của trung tử tinh cuối cùng mới có khả năng cần tới hoàn cảnh uy áp cao từ trung tâm trung tử tinh đối với phương tịch chỉ cần hắn tìm hiểu pháp tắc áp lực hắn có thể lặng lẽ dẫn dắt bản thân lột xác nhưng hội nghị hôm nay đã khiến cho hắn lập tức xuất hiện cảm giác cấp bách hắn cảm thấy mình nên mau chóng tăng cường lực lượng tự giải tinh hệ ôm cách rất kinh ngạc điện hạ xác suất cai hệ đột phá tiên nhân cấp trung tử tinh còn chưa tới một phần mười vạn đâu đây cũng là tác hại khi lựa chọn tuyến đường rẻ tiền càng lên cao thì hy vọng đột phá lại càng xa vời lầu cao vạn trượng xây trên đất bằng nền móng không đủ vững chắc dĩ nhiên sẽ là kết quả này ông cách thật ra cũng giống như những hoàng tử hoàng nữ khác còn tưởng rằng phương tịch đi theo tuyến đường nghiên cứu khoa học sau khi hắn nhanh chóng công kích đến cấp bậc hồng cự tinh sẽ lập tức chuyển sang nghiên cứu khoa học tiến vào trong phòng thí nghiệm và làm ra thành quả nhất định sau đó hắn sẽ được hoàng đế bệ hạ ưu ái được tuyển chọn vào viện khoa học hoàng gia thu được đầu tư khổng lồ về phương diện này tương lai mới có khả năng thăng cấp trung tử tinh tiên ta biết ngươi đi chuẩn bị đi phương tịch khoát tay hắn chuẩn bị mượn ngoại lực hai bút cùng vẽ mau chóng đột phá trung tử tinh tiên chỉ cần hắn qua bên kia xác suất đột phá là 100%. Nhưng người ngoài căn bản không có cách nào hiểu được loại chuyện này. Nhưng không sao, đến lúc đó hắn sẽ biểu lộ ra mình nắm giữ khái niệm áp lực, lại có thể giải thích được sự nghi ngờ này. Ngoài ra, tu luyện ở cự giải trung tử tinh cũng cần được đảm bảo, còn cần số lượng lớn tiền tài. Ông cách lại bắt đầu tính toán. Đế quốc đương nhiên sẽ không làm nhà từ thiện mở ra trung tử tinh, mặc cho tiên nhân cấp hồng cự tinh đến đây tu luyện bằng không chẳng phải sẽ tám bồi dưỡng nhân tài cho đoàn hải tặc lớn hoàng giả và quân phản kháng sao nhất định phải có tư cách chứng thực chẳng qua phương tịch làm hoàng tử tất nhiên sẽ không bị chặn lại ở phương diện này chắc chắn có thể thông qua ngoài ra còn chi phí thuê chỗ tu luyện dù sao khoản này chắc chắn còn cao hơn tài nguyên đột phá hồng cự tinh nhiều ngươi tạm thời không cần mua tài nguyên tu luyện chủ yếu là chi phí thuê sân thôi ta chuẩn bị lấy danh nghĩa hoàng tử vay ngân hàng hoàng gia. Phương Tịch mỉm cười, đây là một trong những quyền hạn hắn thu được sau khi thăng cấp tiên nhân cấp hồng cự tinh. Lấy tín dụng của bản thân ra đảm bảo để vay tiền của ngân hàng hoàng gia. Đối với Phương Tịch, chi tiêu vượt mức quy định này ngược lại không tệ, tiết kiệm lớn thời gian. Điều này, mặc dù ngân hàng hoàng gia cho vay với lãi suất thấp, nhưng một khi không trả nổi. Ông cách muốn nói cho dù là hoàng tử cũng không có cách nào nợ tiền của ngân hàng hoàng gia. Dù sau đó là hoàng đế bệ hạ và thậm chí không biết bao nhiêu lão tổ tông hoàng thất nắm giữ cổ phần công ty trong đó. Hắc nguyên đại lục Đế quốc Lanicania có cương vực vô cùng bao la. Bên ngoài có hai kẻ địch lớn là trùng tộc và tinh thú. Bên trong lại có vũ trụ hải bác hoàng và vô số hải tặc tinh tế. Hắc nguyên đại lục chính là nơi tiêu thụ tan vật lớn nhất của đám hải đạo. Đại lục ở đây có đường kính lớn khoảng chừng mấy năm ánh sáng, trên đó có khoa học kỹ thuật tương đương với đế vương tinh. Ngoài ra, bên trong còn có không biết bao nhiêu vật đột phá cấm kỵ. Sa đọa, đẫm máu, không có trật tự. Có thể nói tất cả mặt tối tâm của văn minh vũ trụ đều có thể tìm được ở trên đại lục này. ầm ầm Một chiếc phi thuyền hình con hổ lướt qua hắc nguyên đại lục, chậm rãi dừng lại ở trên không trung của một hòn đảo bay. Cửa khoang mở ra, lực hoàng huyêu đi ra đầu tiên. Đi theo phía sau hắn là đám người đại phó, nhị phó, đội trưởng tin tức tình báo Misa. Huyên Ở trên phù không đảo còn có bốn khí tức tương tự với hắn, giống như từng hố đen gieo rắc sự khủng bố. Đoàn hải tặc siêu thú cũng đến, rất tốt. Một bóng người toàn thân chìm trong bóng tối, ngồi xếp bằng ở trên vương tọa tối đen mở miệng. Hắn là ám hoàng nít. Không ai biết được chủng tộc và lai lịch của hắn, nhưng hắn lãnh đạo đoàn hải tặc âm ảnh ngang dọc vũ trụ hải, cực kỳ am hiểu chuyện ám sát. Ngoài ra, còn có huyết hoàng bốt của đoàn hải tặc huyết thủ, quan hoàng ri bét của đoàn hải tặc chén thánh, nữ hoàng bơ của đoàn hải tặc nữ hoàng. Tám hoàng của đoàn hải tặc lớn trong vũ trụ hải đều có cấp bậc hắc động tiên. Không ngờ có năm vị trong vũ trụ hải bác hoàng ở đây. Đúng là cục diện lớn đấy. Huyên ngồi xếp bằng, còn đám thủ hạ của hắn đứng ở phía sau hắn bỗng nhiên cười và nói. Xem ra, trong vũ trụ sắp diễn ra cảnh long trời lở đất rồi. Vì sao ta không nhìn thấy ba nhà khác nhỉ? Huyên, ngươi làm vậy không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Nít cười dễ cợt. Đoàn hải tặc Phượng Hoàng là do người của tộc Phoenix đời trước cạnh tranh thất bại đang chủ trì. Hai đoàn hải tặc khác cũng có quan hệ không rõ ràng với ngành tình báo đế quốc. Trên trình độ nào đó, ba đoàn hải tặc kia đều là người của đế quốc Lanicania xem ra mục tiêu lần này đã được xác định tính cướp bóc đế vương tinh sao huyêu lộ ra một nụ cười dữ tận lại đầy vẻ khát máu ta thích cự giải tinh hệ ở trong vũ trụ tinh hệ này chắc hẳn giống như một đám mây đủ mọi màu sắc thò ra những cái chân cua lớn về bốn phía hai cái kìm cực lớn kia chính là hai cánh tay đại tinh dọc theo đó còn có không biết bao nhiêu hành tinh hàng tinh ở trung tâm của tinh hệ là một tinh cầu tối đen ở đây có áp lực đã đạt đến mức độ cực kỳ kinh người có khả năng khiến cường giả cấp hành tinh cũng phải chết một cỗ máy pháo đài vệ tinh xoay quanh tinh cầu tối đen này từng động cơ đang ra sức hoạt động mới không bị lực dẫn khủng khiếp của trung tử tinh bắt được một tầng lực trường quỷ dị được triển khai khiến áp lực và lực dẫn trong cứ điểm pháo đài chật giảm xuống cuối cùng cũng đạt đến mức tiên nhân cấp hành tinh bình thường có thể miễn cưỡng chịu được cứ điểm cự giải không hổ danh là cứ điểm tinh tế được đế quốc tốn số tiền lớn để viện khoa học hoàng gia chế tạo không ngờ có thể chống lại lực dẫn của trung tử tinh ông ông phi thuyền dừng lại trên sân bay của cứ điểm phương tịch bước ra khỏi cửa khoang hoan nghênh cây a điện hạ một người với đầu nai mặc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác áo vét đen đang đứng ở bên cạnh sân bay không lưng hành lễ ta là chủ quản ở bản địa ava hết sức trung thành phục vụ ngài Ta cần mượn trung tử tinh tu luyện. Ta đã liên lạc qua trước. Ngươi lập tức sắp xếp phòng bế quan. Phương Tịch khoát tay. Đương nhiên rồi. Ava cười vô cùng hiền hòa. Ta tới giới thiệu cho điện hạ. Tòa pháo đài này của chúng ta bị lực trường bảo vệ, áp lực cũng không tính là mạnh, ở trong trung tử tinh phía dưới chung sức với đế quốc, tổng cộng xây dựng 3 loại phòng tu luyện S, A, B. Phòng tu luyện cấp B mỗi ngày tiêu hao 100 vạn ở trên bề mặt trung tử tinh, cường độ trong đó được xem là cấp thấp nhất, thường để cho người mới vừa tới tiên nhân cấp hồng cự tinh tu luyện. Ta gợi ý cái này thích hợp nhất. Sau đó là cấp A, ở bên trong trung tử tinh, mỗi ngày cần 300 vạn. Cuối cùng là cấp S, ở vị trí tinh thạch của trung tử tinh. Tổng cộng chỉ có một gian, dùng trong lúc đột phá, chi phí là 1.000 vạn một ngày. Bây giờ, phòng tu luyện cấp S còn trống không? Phương Tịch không nhịn được hỏi một câu. Phòng đã có người. Theo danh sách xếp hàng mới nhất là 21.145 năm sau. Đây là lấy thân phận hoàng tử của ngài xếp hàng, nếu là dân thường sinh, vậy phải sau 100.000 năm. Ava nói. Cây A Điện Hạ, tiên nhân cấp hồng cự tinh lần đầu tiên sử dụng phòng tu luyện cấp S, có khả năng sẽ chết ngay lập tức đấy. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Còn phòng cấp A và cấp B thì sao? Phương Tịch hỏi tiếp. Những phòng tu luyện này đều cung không đủ cầu, bởi vậy cần phải trả tiền trước và xếp hàng chờ đợi. Đương nhiên, thân phận hoàng tử vẫn có thể thu được một vài ưu đãi. Sở dĩ phòng tu luyện cấp S sẽ sắp xếp sau như vậy, dĩ nhiên là vì có rất nhiều người xếp hàng có thân phận và địa vị không thua kém gì cây A hoàng tử, ví dụ như mấy vị ca ca tỷ tỷ của hắn. Phòng tu luyện cấp B sẽ trống vào 3 ngày sau với thân phận của điện hạ có thể xếp vị trí đầu tiên còn phòng tu luyện cấp a thì phải chờ khoảng một năm ava trả lời nếu vậy cứ đặt phòng cấp b một năm là được rồi đến lúc đó nếu phòng tu luyện cấp a trống ta sẽ lập tức tiến vào phương tịch gật đầu ava gật đầu trong lòng lại oán thầm tu luyện trong phòng tu luyện cấp b một năm thì có thể tu luyện ra được gì Đến lúc đó mạo muội đi vào cấp A vẫn sẽ có nguy hiểm đấy. Chẳng qua trước đó hắn đã khuyên qua một lần, lần này hắn không nói gì nữa. Dù sao không phải mới lần đầu có hoàng tử chết ở trong phòng tu luyện trung tử tinh này. Nếu không phải vì tiền lương và tiền thưởng của mình, hắn mới không thèm lắm lời khuyên thêm một câu như vậy đâu. Phương tịch tiến vào cứ điểm và nghỉ ngơi một đêm. Không thể không nói, ở đây vẫn tính là đầy đủ các phương tiện. Mặc dù so với đế vương tinh, nơi đây quả thật chính là nông thôn nhưng nhìn trung tử tinh tối đen bên dưới sẽ biết vì duy trì chỗ này bọn họ đã phải tiêu hao khổng lồ tới mức nào ngày hôm sau quản gia trí năng của phương tịch nhận được tin tức đã thu xếp xong phòng tu luyện hắn lập tức đi tới tầng dưới cùng của cứ điểm ở trong đại sảnh này nhân viên qua lại rất ít ngoại trừ nhân viên chính là tu hành giả hâm mộ tiếng tâm đến thăm rất nhiều người đều là nhân viên công vụ và thân phận quý tộc trong đế quốc bọn họ lại mang theo một loại khí chất của tu sĩ khổ luyện. Phương tịch chờ đợi một lát mới đi vào một thang máy. Trong phút chốc, ầm ầm. Theo tiếng đổ lớn, thang máy vũ trụ nhanh chóng hạ xuống, mang theo hắn đi tới bề mặt của trung tử tinh tối đen. Nơi này là một dãy kiến trúc tối đen, áp lực và lực dẫn xung quanh đều duy trì ở phạm vi bình thường. Hành lang chật hẹp được chế tạo bằng một loại kim loại đen xì. Đây là hợp kim cứng nhất của đế quốc huyền nguyên kim loại. Hai bên hành lang lại có một loạt cánh cửa nhỏ, cho người ta cảm giác bế tắc và chật hẹp như trong địa lao vậy. Tích tích. Phương tịch tìm được số phòng của mình và quét vòng tay. Cửa phòng tự động mở ra. Sau khi hắn đi vào trong đó, cánh cửa lập tức đóng lại. Trong tầm mắt hắn có thể nhìn thấy chỉ là căn phòng chưa tới 5 mét vuông, thậm chí còn không có chỗ rửa mặt, ăn cơm. Đương nhiên, đối với tiên nhân cấp hồng cự tinh, bọn họ ăn uống chỉ là để hưởng thụ. Bọn họ thật sự ăn cơm, còn không bằng thân hóa thông tin, cắn nuốt mấy vệ tinh và hành tinh. Hoan nghênh sử dụng phòng tu luyện số B-22. Phòng tu luyện vốn bố trí các cấp khác nhau, kiến nghị người mới bắt đầu sử dụng từ cấp thấp nhất. Chú ý! Chú ý! Một khi mở ra sẽ mất đi lực dẫn trận của cứ điểm bảo vệ, ngài có khả năng bị hạt nhân nguyên tử tổn hại mà chết. Trong lúc tu luyện, bởi vì lực dẫn thay đổi thông tin vũ trụ khó có thể đến được phương tịch cẩn thận kiểm tra các quy tắc không hiểu sao lại có cảm giác như đã từng trải qua đây lại không phải là phòng tu luyện trọng lực gì đó à chỉ có điều mức độ trọng lực kinh người mà thôi hắn ngồi xếp bằng và trực tiếp ấn cái nút lớn ầm ầm chỉ một thoáng áp lực xung quanh chợt thay đổi nếu là người bình thường lúc này đại khái đã hóa thành một bộ quần áo dính máu trên mặt đất phương tịch thoáng trên lên một tiếng bất chợt lại bình thản chịu đựng gian khổ đứng lên được chỉ có cấp trọng lực này mới có khả năng đập vụn hạt nhân nguyên tử tiến hành kết hợp hạt nhân và điện tử nếu là tiên nhân cấp hồng cự tinh bình thường chịu áp lực như vậy chắc chắn cần phải từ từ thích ứng sau đó mới điều chỉnh dần tiếp đó sẽ vào phòng tu luyện cấp a cuối cùng là phòng tu luyện cấp s chẳng qua đối với phương tịch đây là một máy tu luyện gia tốc mà thôi trên mặt hắn thoáng hiện vẻ mỉm cười, từng lực pháp tắc quanh quẩn toàn thân, kích thích hàng tinh bản mệnh biến hóa kịch liệt. Ở bên trong đang điền hắn, trong á không gian thủy tinh đã hóa thành hồng cự tinh hỏa vũ tinh chợt ầm một tiếng, tốc độ tự quay ầm ầm nhanh hơn. Nguyên tử bị áp lực mạnh mẽ tác động, đang phát sinh sự biến hóa khó hiểu nào đó. Rất tốt, dựa theo loại tốc độ tu luyện này, thời gian ta đột phá cấp trung tử tinh tối thiểu cũng rút ngắn một nửa. Phương tịch gật đầu và bất chợt chuyển đến công suất cao nhất của phòng tu luyện này. ầm ầm, Áp lực hoàn toàn giống như mặt ngoài của trung tử tinh hiện ra. Trong khoảnh khắc, phương tịch giống như một con cốc bị ép nằm trên mặt đất. Tất cả vật chất hình thành ra cơ thể hắn cũng bắt đầu bị nghiền nát, hình như muốn bắt đầu gây dựng lại và sắp xếp từ hạt căn bản nhỏ bé nhất. Lịch đế quốc hỏa diệu kỷ nguyên, năm 88.933 đế quốc Lanikania phát động phản công trùng tộc, một đường với thế như trẻ tre. Trong khói lửa chiến tranh, danh tiếng của hoàng tử Sato, Yoro gây chấn động cương vực vũ trụ, trực tiếp đánh cho trùng tộc quay về trên chiến trường biên cương. Nguyên soái Nai S lập tức tuyên bố muốn xây dựng lại tinh môn ở trên đống đổ nát của cứ điểm phương Bắc một lần nữa, hoàn toàn đánh bại trùng tộc. Phương tịch vẫn đang tu luyện. Năm 88.934, tinh thú tộc xuất quân, binh đoàn ở phía đông rơi vào trong tình trạng chiến đấu gian khổ. Vũ trụ đại đế bệ hạ suýt nửa ngự giá thân chinh, cuối cùng vẫn lựa chọn phái một vị nguyên soái đế quốc tới phía đông trợ giúp. Phương tịch vẫn đang tu luyện. Ở đế vương tinh, hoàng tử 44 ốc được bổ nhiệm làm tư lệnh của quân đoàn phòng ngự, đang tiến hành tuần tra mỗi ngày. Ở ngoài đế vương tinh, hơn 9.000 vệ tinh cùng kết hợp thành tầng phòng ngự đầu tiên của đế vương tinh, chính là tuyến phòng ngự bất tử điểu tiến tâm lừng lẫy. Mong hoàng tử điện hạ yên tâm, tuyến phòng ngự bất tử điểu là một pháo đài cuối cùng của đế quốc. Nó đã trải qua không biết bao nhiêu lần gia cố và tối ưu hóa. Cho dù là kẻ địch cấp bậc hắc động tiên tập kích, chúng ta cũng có thể sớm phát hiện, đồng thời đưa ra phương án đối phó. Trong phi thuyền, một vị trung tử tiên chịu trách nhiệm về tuyến phòng ngự đang cười nịnh nọc nói. Đúng vậy, chính nghìn vệ tinh nhân tạo hình thành hệ thống phòng ngự, nói là vệ tinh nhưng thật ra còn lớn hơn hành tinh, hành tinh. Bóp nhìn cảnh tượng này, không khỏi thở dài. Mỗi lần ta nhìn thấy những vệ tinh này, trong lòng đều cảm thấy nóng như lửa, quả thật không kiềm chế được. Không kiềm chế được. Vị trung tử tiên này vô cùng kinh ngạc. Hắn bất chợt nhìn thấy được trong tay hoàng tử điện hạ óp đang cầm một khối 16 cạnh lập lòe và nhẹ nhàng ném đi. Công. Từng hình lăng trụ hiện ra giống như một viên thủy tinh, phong ấn vị trung tử tiên này ở bên trong trên mặt đối phương vẫn còn lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn bất chợt bị nén lại, không ngừng ép vào bên trong và hóa thành một viên thủy tinh lớn bằng ngón cái. Vũ khí của Viện khoa học hoàng gia quả nhiên dùng tốt. Bây giờ ta chỉ là một vị trung tử tinh tiên, muốn bắt ngươi vẫn phải tốn không ít công sức. Cốp thì thào một tiếng, rất nhiều hộ vệ bên cạnh nhìn thấy nhưng không có ý kiến gì, thậm chí bắt đầu liều mạng với những đồng liêu trước đây. Sau một lát, một nam tử cao lớn mặc bộ giáp của quân cận vệ hoàng thất đi đến. Hắn nhìn cái sừng nhọn trên đỉnh đầu của óp, trên mặt thoáng hiện vẻ kỳ lạ. Cây sa u Ra mắt hoàng tử 44. Rất tốt, ta lấy quyền hạn của tư lệnh quân đoàn phòng ngự, cần bao nhiêu thời gian để làm tê liệt tuyến phòng ngự bất tử điểu. Óp tùy ý hỏi một câu. Không thể làm nó hoàn toàn tê liệt được, nhưng chỉ cần che đậy công năng của thiết bị thăm dò, để cho năm đoàn hải tặc tiến vào là đủ rồi cây xa mở miệng ban đầu bọn họ muốn phải đóng tuyến phòng ngự bất tử điểu gần như là chuyện không thể nào thực hiện được nhưng vị tư lệnh quân đoàn phòng thủ ốp này dẫn đầu làm phản lại được quân cận vệ hoàng thất giúp đỡ chỉ làm tê liệt một phần công năng là chuyện có thể thực hiện được nếu vậy bắt đầu đi ốp nhìn cây xa trên mặt hắn lại thoáng mỉm cười cho tới bây giờ ngươi không cần gọi ta là hoàng tử nữa trước đây nghi thức thử thách sắc phong ta cũng do ngươi chủ trì nhỉ nếu không có các ngươi giúp đỡ ta muốn thành công đoạt xá thu được sắc phong cũng không dễ dàng được như vậy tất cả đều trung thành với phoenix cây xa ô lấy tay đấm vào ngực hắn đương nhiên trung thành với đế quốc nhưng chưa chắc trung thành với vị hoàng đế bệ hạ kia mặc dù đối phương có thể là một vị hắc động tiên mạnh nhất đế quốc từ trước tới nay nhưng con đường có thể đi sau khi đột phá cảnh giới Hắc động tiên lại quá ít. Vị vũ trụ đại đế kia muốn nuốt trôi tất cả khái niệm vũ trụ, khiến vũ trụ quy nhất trở thành vũ trụ quy nhất giả. Đây chính là muốn giết chết tất cả mọi người. Chỉ cần là người biết được kế hoạch này đều sẽ phản kháng. Bên ngoài đế vương tinh, từng vệ tinh vốn vận chuyển trôi chảy, bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Tiếp theo, từng chiếc tàu chiến của hải tặc hiện ra, đạn pháo phản vật chất cùng bắn từng vệ tinh trong tuyến phòng ngự bất tử điểu lập tức nối tiếp nhau nổ tung lên bữa tiệc thịnh soạn bắt đầu rồi siêu thú huy nhìn đế vương tinh mất đi tuyến phòng vệ trên mặt lóe lên cảm xúc không hiểu nổi chúng ta là hải tặc tinh tế vì tự do vì tài phú xông lên tự giải tinh hệ trong phòng tu luyện trung tử tinh tối đen phương tịch mở hai mắt ra ở hồng cự tinh trong á không gian thủy tinh chỗ đan điền của hắn đã phát sinh biến hóa từ lâu nó hoàn toàn sụp xuống ép lại hóa thành một hình cầu tối đen phía trên đó chỉ thể tích một cm khối lại mang trọng lượng lên tới mấy chục nghìn tỷ tấn đạt đến một tình trạng vô cùng kinh người trung tử tinh tiên thành công rồi hắn cong môi mỉm cười cái gọi là trung tử tinh thật ra chính là không ngừng nén hồng cự tinh đối với phương tịch đã lĩnh ngộ các loại pháp tắc liên quan, điều này chính là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Ta tu luyện thành trung tử tinh tiên, năng lực cơ bản nhất là trung tử tinh chiến thể. Ở chân tiên giới chính là thuộc luyện thể vượt xa chân tiên. Phương tịch đang nhìn cơ thể của mình sau khi được cải tạo lại. Hiện tại, hắn thả ra chút lực dẫn, lại có thể hấp thụ từng viên tinh cầu đến. Mà xét về mức độ kiên cố của cơ thể, nó đã đạt đến mức nuốt sống tiên khí, thậm chí dựa vào bản thân đụng nát bất kỳ pháp thuật pháp bảo nào. Trung tử tinh tiên là đấu chiến tiên thuần túy. Lực chiến đấu dồi dào, cho dù nhân vật cấp đạo tử nhìn thấy cũng phải ngỡ nàng, chỉ có đạo quân có thể ép chặt một đầu. Đạo quân à! Hắn mỉm cười, thời không trên toàn thân mơ hồ vặn vẹo, từng phù văn màu tím và màu bạc lặng lẽ xuất hiện và cuốn ra giống như một trận bão tuyết vậy. Long chương văn và phượng triện văn lại hiện ra, đây là đại đạo văn do phương tịch tự mình lĩnh ngộ. Hắn chỉ theo thói quen gọi tên trước kia của nó. Nếu bàn về mức độ tinh thâm ảo diệu, đến tổ long tổ phượng nhìn thấy cũng phải nghẹn họng nhìn trân trối. Ánh sáng màu bạc và màu tím đang vào nhau giống như một quả cầu thái cực. Hư không đạo chủng và thời gian đạo chủng chính là mắt của âm dương ngư. Bỗng nhiên, pháp tắc hư không và pháp tắc thời gian dung hợp, hai đạo chủng không ngờ bắt đầu giao hòa với nhau, hình thành một hạt giống tối đen hoàn toàn mới. Thời Không Đạo chủng. Đôi mắt Phương Tịch sáng ngời. Lúc này Thời Không Đạo chủng vừa ra, sợ rằng trong những lĩnh ngộ của mình trước đó, chỉ có luân hồi đạo chủng mới có thể bằng được. Càng đáng sợ hơn là sẽ lập tức không chết không dừng với vị Thời Không Đạo Tôn kia. Nếu hắn lấy đạo này để trở thành đạo quân, dưới đại đạo hồi hưởng, Thời Không Đạo Tôn tuyệt đối có thể lao đến trước mặt trong chớp mắt. Đáng tiếc ở đây không phải là chân tiên giới. Hắc động tiên bị vũ trụ giao cho khái niệm thời không, mà ta là chủ động ngưng tụ khái niệm thời không, có thể nói ta đã bước qua một bước khó đi nhất. Tiếp theo, ta chỉ cần có đủ tài nguyên, lại có thể lập tức thăng cấp hắc động tiên. Ở đây đã không còn tác dụng đối với ta nữa. Phương Tịch đứng lên, khởi động lực trường che đậy. Trong chớp mắt, hắn cảm giác mọi ràng buộc xung quanh đều biến mất, cả người càng giống như thay da đổi thịt vậy. Đúng vào lúc này, hắn nắm giữ hoàng mỹ lực lượng trung tử tinh tiên, trong á không gian thủy tinh trên cơ thể có một lực dẫn không ngừng tăng mạnh và đạt được sự cân bằng với bên ngoài. Đây là hắn chưa có bạo phát, nếu không sẽ phá hủy chỗ này. Sau khi phương tịch đi tới ngoài cửa, mới phát hiện ra tình hình không đúng. Hình như, có hơi yên tĩnh. Hắn trở lại pháo đài cứ điểm, chỉ thấy ôn cách và Ava đang chờ ở trong đại sảnh thang máy vũ trụ. Ông Cách vừa nhìn thấy hắn đã đưa qua một thiết bị truyền thông lượng tử Trên thiết bị có các loại tin tức truyền tới quả thật giống như thác nước chảy xuôi vậy Phương tịch xem lướt qua, phát hiện tất cả đều là tin tức lớn Đế Vương Tinh bị cướp Siêu thú, âm ảnh, thánh bôi, huyết thủ, nữ hoàng đánh vào đế Vương Tinh Hoàng đế bệ hạ bị ám sát Ta mới bế quan tu luyện một lần, không ngờ đã xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy à Phương Tịch chớp chớp mắt, có chuyện gì vậy? So với hắn, ông Cách và Ava nhìn chằm chằm vào Phương Tịch lại chợt phát hiện ra vài điều khác thường. Điện hạ, ngài, ngài, cô, so với những chuyện lớn giống như trời sập đất vùi kia, ta đột phá trình độ trung tử tinh chỉ có thể tính là chuyện nhỏ. Phương Tịch khoát tay, chẳng qua là gặp may thôi. Ta ở trong giai đoạn hồng cự tinh đã lĩnh ngộ lực dẫn và khái niệm áp lực quanh người hắn hiện ra từng ánh sáng pháp tắt được ngưng tụ cao độ giống như làm bằng chứng không ngờ là lực khái niệm ôm cách rất chấn động điện hạ ngài có tư chất trên phương diện lĩnh ngộ khái niệm chỉ sợ cho dù ở trong lịch sử của bộ tộc phoenix cũng chỉ có mấy người ít ỏi có thể so sánh được lúc này hắn đã hoàn toàn xem mình là thuộc hạ chúc mừng điện hạ thăng cấp nếu là trước đây chỉ sợ chuyện này sẽ gây chấn động tới cả đế quốc Ngài sẽ trở thành người có hy vọng tiếp nhận chức vụ Vũ trụ Đại đế. Ava cũng chúc mừng một câu. Bây giờ, trong đám con cháu của Hoàng đế Bệ hạ còn chưa có một vị Hắc động tiên nào. Những người cạnh tranh mạnh mẽ đều ở cấp bậc Trung tử tinh. Ai có thể ngờ tới, chỉ một vị hoàng tử bình thường còn đi theo tuyến đường hàng nhập lậu gai hệ này lại có thể liên tiếp đột phá mấy cảnh giới lớn trong mấy năm ngắn ngủi. Loại chuyện như vậy, nói ra cũng phải có người tin mới được đấy được rồi chúng ta nói về chuyện chính đi với chút thời gian này phương tịch đã nhanh chóng xem xong tin tức phát hiện việc cướp bóc xảy ra vào ba ngày vũ trụ trước lúc này đế vương tinh vẫn là một chiến trường có người nói rất nhiều hải tặc vẫn không chịu lùi lại quân đội của đế quốc thì phản ứng chậm chạp thậm chí ngay cả vị hoàng đế bệ hạ kia vĩ đại rốt cuộc ra sao vẫn không ai nói rõ được vẻ mặt phương tịch trở nên nghiêm túc Đế vương tinh tự nhiên bị chiếm đóng à? Đây là nỗi sỉ nhục của bộ tộc Phoenix. Vì sao năm đoàn hải tặc hoàng cấp trong vũ trụ hải liên thủ tấn công, bên ta lại không biết rõ tình hình? Cái này. Ông Cách nói. Có thể do trùng tộc và tinh thú đồng thời phát động đại chiến, đã thu hút sự chú ý của đế quốc. Bây giờ, chúng ta hoàn toàn có lý do nghi ngờ, năm đoàn hải tặc hoàng giả tấn công đế vương tinh tuyệt đối có cấu kết với hai thế lực này. Ngoài ra, phản ứng của ngành tình báo đế quốc chưa từng chậm chạp như vậy. Phương tịch không hiểu sao lại nghĩ đến vụ án giám điệp làm mất vũ khí kỳ quan vũ trụ đợt trước. Trực giác của hắn cũng cảm giác được hoàng đế bệ hạ có phần cô độc. Ngoài ra, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đóng quân ở đế vương tinh đều gặp tai ương ngập đầu. Có người nói hoàng tử 44 óp làm phản. Bằng không tuyến phòng ngự bất tử điểu tuyệt đối không thể dễ dàng bị đột phá như vậy. Ava bổ sung thêm một câu. Hoàng tử 44 Bóp Phương tịch nhắc lại cái tên này Đây là người lần trước mình nhìn thấy dường như chuyển thế hoặc đoạt xá Quả nhiên là một gián điệp Chẳng qua, sự lựa chọn của ta là chính xác Ta ít nhất đã rời khỏi vùng đất thị phi Hắn nhìn về phía Ava Bây giờ, trong cứ điểm có bao nhiêu người, thực lực ra sao? Hả? Ava bị dọa cho giật mình, nói tiếp hoàng tử điện hạ chỗ chúng ta chỉ là cứ điểm tu luyện căn bản không có bao nhiêu quân đóng ở đây ba ba rô đại nhân tổng phòng thủ cũng chỉ là một vị tiên nhân cấp trung tử tinh mà thôi ở trong đầu hắn không biết đã ảo tưởng ra bao nhiêu kịch tính hoàng tử mượn binh đoàn ở biên cương để khởi binh đánh đế vương tinh các ngươi suy nghĩ nhiều rồi ta không hề có ý nghĩ đó phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi phỉ nhổ Hắn luân hồi chuyển thế tới đây là để tìm hiểu chư thiên luân hồi đại đạo, tiện thể dung hợp sở trường của các nhà, tăng thêm chiến lực cho bản thân. Làm vũ trụ đại đế thì sao chứ? Ôi! Bây giờ phụ hoàng chưa rõ sống chết thế nào. Ta có lòng muốn giết đám gian tặc nhưng không có năng lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể yên tĩnh theo dõi tình hình thôi. Phương tịch thở dài nói. Ở trong lòng hắn lại vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Bây giờ đế quốc đại loạn, chẳng phải là không ai quản ta nữa. Mặc kệ bọn họ đánh sống đánh chết thế nào, ta phải nhanh chóng đi cắn nuốt thêm một vài hành tinh và hành tinh hoang vu, không chừng có thể gom đủ tài nguyên tu luyện thành hắc động tiên. Đương nhiên, hoàng tử đánh cướp quá khó nghe. Ta phải chuẩn bị trước khi lấy, ngụy trang thành một hải tặc vũ trụ chẳng hạn. Dù sao bây giờ thiên hạ đại loạn, vô số hải tặc vũ trụ tàn sát bừa bãi. Có thêm một người là ta cũng không sao nhỉ. Phương tịch cảm giác trung tử tinh kiếm trong di sản kiếp trước đã bắt đầu rụt rịch. Lấy bất biến ứng vạn biến. Thật ra cũng là cách hay. Trong lòng ôn cách vốn đang nóng như lửa, không nói nên lời. Dù sao vị cây A điện hạ này thực sự mang đến cho hắn không ít niềm vui bất ngờ. Bây giờ điện hạ đã là trung tử tinh tiên. Tương lai, ngài ấy cũng có chút hy vọng leo lên vị trí vũ trụ đại đế. Chẳng qua lúc này đối phương hy vọng khiêm tốn, ôn cách cũng vô cùng tán thành. Dù sao tình hình trên đế vương tinh còn chưa rõ ràng. Quan trọng nhất là vị hoàng đế bệ hạ kia sống chết ra sao. Đúng lúc này, trên thiết bị truyền thông lượng tử của ba người lại phát sáng. Phương tịch xem lướt qua, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm trọng. Nguyên soái Nai S tuyên bố từ bỏ phần lớn tinh vực của đế quốc ở phương Bắc, rút lui về trợ giúp đế vương tinh. rô hoàng tử tuyên thệ sẽ phải báo thù. Ông cách kinh ngạc lục hoàng tử làm vậy, chắc hẳn đã nhận được sự ủng hộ Nai S, chuẩn bị trực tiếp quay về đế vương tinh đoạt ngôi vị à. Ở biên giới phía bắc của đế quốc, dấu vết của vụ nổ tia gamma quét ngang qua quân doanh, khiến nơi đây hóa thành một đống đổ nát. Vụ nổ tia gamma được xem là bản năng của hắc động tiên, giống như hít thở lại có thể dễ dàng phá hủy số lượng lớn hành tinh, hành tinh, thậm chí đại quân. Yoro điện hạ, chúng ta cần phải đi thôi. Nai S đứng ở bên cạnh Yoro, Khẽ nói. Chờ đã, ta còn phải chào từ biệt đệ 10.070. Yoro hiếp mắt, khóe miệng hơi cong lên trong có vẻ vô cùng dịu dàng. Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía một viên hồng cự tinh đã có vẻ ảm đạm cách đó không xa. Không ngờ ở sâu bên trong hồng cự tinh là Sato. Chỉ là lúc này đối phương đã mất đi một nửa thân thể, có vẻ không được lành lặng. Trước đó, hắn nhảy nhót vui vẻ bao nhiêu, lúc này lại thảm bấy nhiêu. "Vì, sao chứ?" Ý thức của Sato hơi mông lung, lại phát ra một câu chất vấn. "Sato, đệ đệ của ta." Vẻ tươi cười của Yoro càng thêm ôn hòa. "Thiên phú của ngươi thật sự đã đạt đến mức khiến ngay cả ta cũng phải đố kỵ." "Đáng tiếc. Ngươi sinh ra quá muộn nên không biết gì cả." "Ta hủy diệt ngươi thì liên quan gì tới ngươi?" Hắn còn chưa nói dứt lời, quanh thân hắn đã hiện ra một lực hút khủng khiếp một viên trung tử tinh tối đen hiện ra, đụng vào trong hồng cự tinh. ầm ầm. Trong vô số dòng chảy loạn của vũ trụ, chỗ hạch tâm của hồng cự tinh giống như thủng một lỗ. Tiếp theo, vô số lửa và ánh sáng, vật chất và năng lượng ám của hàng tinh giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ về phía trung tâm, bị viên trung tử tinh tối đen kia hoàn toàn hấp thu. Đi thôi. Lão sư. Trong trung tử tinh truyền ra giọng nói có phần hưng phấn của Yoro ta đã bắt đầu mong chờ được thu hoạch rồi bên trong vũ trụ tối tăm một hạm đội đang nhanh chóng lao đi bên trong phòng điều khiển trên xoáy hạm tinh sa khoác một bộ trang phục bằng vải mỏng màu đen bán trong suốt lộ ra vóc dáng nóng bỏng như ẩn như hiện mục tiêu tự giải tinh hệ nàng hít sâu một hơi và phát ra mệnh lệnh trong lòng nàng vẫn hơi nghi ngờ trong thời điểm đế vương tinh bị cướp tinh sa vừa khéo ở bên ngoài nên may mắn tránh được kiếp nạn nàng bất chợt nhận được tin nhắn của lục hoàng tử Yoro, bảo nàng đi tiêu diệt từng vị hoàng tử ở bên ngoài. Không ngờ Yoro hoàng huynh tự tin nhất định có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế như vậy. Tinh Sa nghĩ đến lời phân phó của lục hoàng tử lúc trước, trong lòng không khỏi nhất thời chấn động. Nàng nhận được mệnh lệnh của Yoro, dẫn theo một hạm đội đi thu dọn vài uy hiếp tiềm ẩn của đối phương. Ban đầu, cây A chắc chắn không nằm trong những mục tiêu này. Nhưng một tin tức đột nhiên xuất hiện, vẫn khiến nàng trực tiếp phải hành động cây a không ngờ đã thăng cấp tiên nhân cấp trung tử tinh tinh sa vừa nghĩ tới tin tức này nàng vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi thế nhưng đây là tin tức do Babaro chỉ huy phòng thủ pháo đài cự giải gửi tới một vị hoàng tử cấp bậc trung tử tinh tiên đủ để phát động công kích về ngôi vị hoàng đế bởi vậy dưới mệnh lệnh của yoro nàng vẫn phải tới liên lạc với Babaro tinh sa ra lệnh một bóng người giả lập hiện ra bóng người này cao ba thước da trên toàn thân có màu xanh tướng mạo dữ tợn trên mặt còn có vô số sẹo dăng kính khắp nơi giống như con rết vậy hoàng nữ điện hạ hà. babaro hành lễ trước hắn nhìn vóc dáng uyển chuyển của tinh sa trong mắt lộ vẻ si mê cây a hắn ở đâu tinh sa mở miệng hắn ở trong cự giải tinh hệ gần an pha tinh babaro vội vàng nói rất tốt, ta đến ngay đây. Tinh Sa tắt máy truyền tin, vẻ mặt có phần kinh ngạc. Hình như mấy năm trước, mình còn từng lôi kéo cây A, nhưng không ngờ được đối phương thậm chí có thiên phú vượt qua Sato. Lúc Sato chết vẫn là cấp hồng cự tinh. Bây giờ, cây A đã là cấp trung tử tinh. Điều này đã kéo dài mức trên lệch. Hình như trong mấy năm gần đây đều xuất hiện những chuyện khó hiểu. Tinh Sa lặng lẽ thở dài trong pháo đài ở phía trên không trung của trung tử tinh tối đen barbaro vừa tắt máy truyền tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi phục một thanh kiếm khí bỗng nhiên nhô ra khỏi ngực hắn sao có thể như vậy được không ngờ có kiếm xuyên qua được thân xác của ta barbaro là trung tử tinh tiên hoàn toàn không thể tin nổi còn có sự tập kích bất ngờ này quanh người hắn bạo phát ra lực dẫn lực lượng khủng khiếp lập tức phá hủy pháo đài vũ trụ một viên trung tử tinh tối đen hiện ra, tiếp theo hóa thành dáng vẻ của Barbaro. Hả? Phương tịch cầm trung tử tinh kiếm trong tay, vô cùng kinh ngạc. Ngươi không ngờ không chết. Không đúng. Một kiếm vừa rồi không đâm thủng tinh thạch của ngươi. Lúc này, hắn mặc trang phục màu xanh với dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hắn sử dụng chính là hình tượng thiếu niên của bản tôn. Trong tay hắn đang cầm chính là thanh trung tử tinh kiếm kia. Đây cũng là di sản lớn nhất của kiếp trước Về phần 3.600 vạn gửi trong tài khoản ngân hàng ẩn danh So với 100 triệu tài chính của hoàng tử cùng với số tiền mình vay Sau đó quả thật không tính là gì cả Ờ Như đã nói qua Tổng bộ ngân hàng hoàng gia ở đế vương tinh Nếu lần này nó bị phá hỏng Chẳng phải ta không cần phải trả số tiền đã vay à Phương tịch vẫn còn mãi suy nghĩ chuyện khác Lần này Hắn dẫn theo ôn cách đi khảo sát hàng tinh trước sau đó lại lén lút trở về hắn vốn coi trọng trung tử tinh ở đây nhưng hắn không ngờ được mình còn có thu hoạch ngoài ý muốn nếu vị barbaro này bán đứng hắn vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác ở phía đối diện trên thân barbaro hiện ra bí văn tối đen vẻ mặt dữ tợn ngươi là ai sao ngươi dám giết chết một vị tướng quân phòng thủ của đế quốc trong lòng hắn thầm may mắn may vì hắn là một chủng tộc đặc biệt trong vũ trụ có thiên phú kỳ lạ có thể che giấu mệnh tinh của bản thân bằng không vừa rồi hắn đã bị trọng thương ta à ta dĩ nhiên là một hải tặc rồi phương tịch cười ha ha phi kiếm trong tay chém một phát trung tử kiếm phát ra ánh kiếm khó có thể tưởng tượng được lực dẫn khủng khiếp che trời lấp đất càng đáng sợ hơn là trong ánh kiếm này hình như mang theo một vào thứ gì đó từng luồng lực pháp tắc hiện ra không ngờ khiến cho hư không cũng trở nên vặn vẹo xung quanh dường như biến thành một lồng giam, cho dù tia sáng cũng khó có thể trốn thoát. Khái niệm thời không Đặc trưng của hắc động Barbaro vô cùng ngạc nhiên và lập tức trở nên sợ hãi. Đây là yêu nghiệt từ đâu tới vậy? Hắn nắm giữ khái niệm thời không, chỉ sợ sẽ thăng cấp hắc động tiên vô cùng dễ dàng. Trong lòng hắn còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cái đầu lại bay lên. Trung tử chiến tiên là đẳng cấp được biết tới như lực gạch bay, phương tịch dựa vào trung tử tinh kiếm đẳng cấp tương đương trong tay đã có thể giải quyết dễ dàng không lâu sau một viên trung tử tinh tối đen lại hiện ra mệnh tinh của ba ba rô cộng thêm trung tử tinh của phương tịch vẫn có viên dưới chân kia ba viên trung tử tinh là ba vật thể vận động không theo quy luật tiếp theo nhanh chóng tiếp cận và cắn nuốt lẫn nhau tất cả mọi thứ trên tinh vực này đều đang không ngừng tập trung về phía trung tâm cuối cùng hội tụ ở trên hỏa vũ tinh của phương tịch Trung tử tinh tối đen nhất thời dịch chuyển và hồi phục thành dáng vẻ của phương tịch. Ôi, từ bây giờ trở đi, tiên nhân cấp hồng cự tinh của đế quốc đã không còn nơi thăng cấp tốt nhất rồi. Hắn thở dài một tiếng lại không hề có vẻ gì chột dạ. Đế quốc Lanicania là của bộ tộc Phoenix. Hắn làm hoàng tử đã nắm giữ quyền kế thừa. Theo cách nói của kiếp trước, cái này gọi là nhi tử trộn của phụ thân không tính là trộn. Nghĩ như vậy, Quả nhiên ta vẫn quá mức nhân từ. Phương tịch hóa thành luồng ánh sáng lao tới trước một hành tinh. Viên hành tinh này có mấy viên hành tinh chuyển động xoay quanh, trên đó không hề có sinh mạng trí tuệ gì, hợp thành một hệ hành tinh nho nhỏ. Thân thể hắn vừa di chuyển, lập tức hóa thành một viên trung tử tinh và bắt đầu tham lam cắn nuốt tất cả. Ở đế vương tinh, một đám mây lượng tử bao quanh hơn nửa tinh cầu, khiến cho người khác không nhìn thấy rõ được tất cả những chuyện xảy ra trong đó từng chiếc phi thuyền hải tặc vũ trụ tới lui tuần tra bỗng nhiên nổ tung. Zoro đi theo phía sau Nai S, còn có từng khí tức hắc động tiên vô cùng mạnh mẽ đang theo dõi tinh cầu trở nên thần bí này. Trong đó lại có cả viện trưởng viện khoa học hoàng gia bị tạm thời cách chức trước đây. Chúng ta phải chăng đã làm sai? Liên lạc với trùng tộc và tinh thú, lại để bọn chúng dẫn năm đoàn hải tặc lớn vào. Đế vương tinh xem như đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát một lão già hoàng tộc có phần không đành lòng. Nếu chúng ta không làm như vậy, Levi tất nhiên sẽ đột phá cảnh giới vũ trụ quy nhất giả, khiến sự tồn tại của chúng ta đều về không. Levi Phoenix chính là tên thật của vị vũ trụ đại đế kia. Nai S hừ lạnh một tiếng. Điện hạ nên đưa ra quyết định rồi. Tình trạng của phụ hoàng còn chưa xác nhận à? Yoro dò hỏi. Hoàng đế bệ hạ bị năm vị hắc động tiên bao vây tấn công, cùng đối phương tiến vào trạng thái lượng tử dây dưa. Đám mây lượng tử bao phủ phần lớn đế vương tinh bây giờ chính là thể hiện sự tranh đấu giữa bọn họ. Điều này cũng được xem là một loại kỳ quan vũ trụ. Nai S nói: "Trừ khi chúng ta lại đột phá một lần nữa, từ tư duy thị giác càng cao hơn mới có thể có khả năng quan sát đánh giá được trận đại chiến này. Nếu vậy, làm phiền viện trưởng sử dụng vũ khí hủy diệt đế vương tinh này." Yoro lại khoát tay nói với vẻ vô tình Đế vương tinh là tinh cầu khổng lồ có đường kính mấy năm ánh sáng, ngược lại có thể là mục tiêu, có lẽ sẽ dẫn dắt thủy triều vũ trụ, bố trí tương đối trường rà, cần ba ngày vũ trụ. Một lão già râu bạc trắng trả lời. Vậy chờ ba ngày vũ trụ đi. Yoro nói. Để năm đại hoàng giả vũ trụ hải chôn cùng phụ hoàng thật ra cũng không tệ. Sau ba ngày vũ trụ, tinh sa dẫn dắt hạm đội đang hóa thành trung tử tinh hư vô loanh quanh ở gần cự giải tinh hệ. Barbaro không ngờ đã chết rồi. Trên gương mặt tinh xa đầy vẻ khó tin. Là ai giết chết hắn? Chẳng lẽ là cây A? Căn cứ theo tin tức cuối cùng Barbaro gửi tới, đó là một trung tử tiên xa lạ, dường như là hải tặc vũ trụ. Một tên thủ hạ bẩm báo. Hải tặc vũ trụ thật giống như những con sâu vậy, ở đâu cũng có thể xuất hiện được. Người có thể giết chết Barbaro chắc hẳn là cường giả trung tử tinh lâu đời, có lẽ không phải cây A đâu. Thôi, cây A rốt cuộc ở đâu? Tinh Sa vẫn chưa quên nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Dựa theo ngành tình báo tin tức, cây A đã đến thiên toản tinh. Một tên thủ hạ lập tức báo cáo. Lục hoàng tử Yoro được một đám đại lão của đế quốc ủng hộ, ngay cả ngành tình báo cũng trực tiếp nương nhờ. Bọn họ điều tra những điều này là chuyện vô cùng thuận tiện. Thiên toản tinh. Tinh Sa lập tức nhìn thấy phần giới thiệu. Đây là một viên tinh cầu kim loại nặng, trên đó có 90% đều là các loại kim loại như vàng, bạc, còn có rất nhiều kim cương. Hắn đi vào trong đó làm gì? Tinh Sa có phần nghi ngờ. Trong vũ trụ, vàng, bạc, kim cương không tính là vật gì đáng giá. Đồng thời, Thiên Toản Tinh là một viên tinh cầu có tài nguyên khoáng sản phong phú, đã sớm được đế quốc nhìn trúng, do công ty khai thác mỏ hoàng gia thu mua. Trên lý thuyết, cho dù là hoàng tộc cũng không thể nhúng tay vào. Thôi, chúng ta đúng lúc đang ở gần lập tức khởi hành ầm 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 một hạm đội nhanh chóng nhảy vào một mảnh tinh vực đi tới gần thiên toản tinh tìm được rồi tinh sa nhìn thấy trên máy quét hiện ra phi thuyền của cây a trên mặt lập tức thoáng hiện vẻ vui mừng nhưng trong phút chốc đôi mắt đẹp của nàng trợn trừng đế vương tinh ầm 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 hai siêu tinh hệ lớn va chạm nhau dẫn dắt thủy triều vũ trụ giống như một dòng nước lũ cọ rửa qua đế vương tinh lần này thủy triều vũ trụ cao khoảng chừng mười mấy năm ánh sáng dễ dàng nhấn chìm đế vương tinh trong tia sáng vô tận dao động tràn qua khiến đế vương tinh không ngừng nổ tung và giải thể vào giờ phút này vô số con dân của đế quốc tan thành mây khói đám mây lượng tử kia hình như cũng bị thủy triều vũ trụ cuốn đi trong giây lát đã biến mất chờ đến khi thủy triều qua đi tất cả đều yên tĩnh trở lại đám mây lượng tử biến mất rồi yoro nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt nhanh chóng lóe lên vẻ vui mừng dao động năng lượng đều biến mất viện trưởng viện khoa học hoàng gia tiếc núi một tiếng bệ hạ đi rồi lập tức thông báo với các tinh hệ lớn của đế quốc tuyên bố tin tức hoàng đế bệ hạ đã mất lục hoàng tử yoro lên kế vị đế quốc vạn tuế yoro bệ hạ vạn tuế một đám người hoang hô lên. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều chợt cứng đờ, giống như từng cảnh tượng trong kịch bản bị kẹt lại. Thiên toản tinh. Phương tịch ngồi khoanh chân ở trong vũ trụ. Trong bóng tối quanh thân hắn mơ hồ dao động, thời không hình như bị bẻ cong. Một lực hút mạnh mẽ tự nhiên sinh ra. Tiếp theo, một tinh cầu lại bị hắc động bắt được và tự động tiến vào trong hắc động, trong giây lát đã biến mất. Hố đen diễn hóa. Tinh Sa nhìn thấy cảnh tượng này, mở miệng thốt ra với vẻ khó tin nổi. Bất kể thế nào, nàng cũng không tưởng tượng nổi, mình chỉ chạy tới bắt một hoàng tử cấp trung tử tinh, không ngờ còn có thể nhìn thấy một người thăng cấp hắc động tiên. Hắc động tiên đứng vững trên đỉnh của tất cả cường giả vũ trụ hải, ở đế quốc cũng được nhất định là cự phách, ở trong vũ trụ hải chính là cấp bậc hoàng giả hải tặc như huyêu. Tồn tại như vậy. Sao có thể chứ? Tinh Sa muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn rồi phục phục từng tia gamma cũng kiếp tuôn trào qua hình thành vụ nổ tia gamma ầm ầm từng chiếc phi thuyền lần lượt nổ tung xác phi thuyền mất khống chế bay về phía hố đen hắc động tiên không ngờ được hình thành như vậy phương tịch cũng có phần kinh ngạc cho dù hắn ngưng tụ ra khái niệm thời không lại cắn nuốt số lượng lớn trung tử tinh và hàng tinh nhưng hắn vẫn rất vui mừng khi có thể dễ dàng đột phá cảnh giới hắc động tiên Bây giờ trong ba thân ngoại hóa thân lớn, ta tuyệt đối là đứng đầu, thậm chí có thể trở thành con ác chủ bài và lực chiến đấu bí mật của bản tôn. Nếu đặt ở trong chân tiên giới, một vị hắc động tiên hoàn toàn thỏa mãn với cấp bậc thời không đạo quân. Phương tịch cảm ứng được trung tử tinh của mình lại sụp xuống, hình thành một điểm kỳ dị không gian, thời gian. Thậm chí, ngay cả linh hồn và một tia hư huyễn chân linh của hắn cũng bất giác tiến vào trong đó dấu hiệu của hắc động tiên lại ở chỗ hình thành điểm kỳ dị không gian thời gian lực dẫn mạnh mẽ đủ để bẻ công thời không thậm chí có thể bắt được cả linh hồn bây giờ thần hồn của ta và điểm kỳ dị không gian thời gian hòa làm một thể gần như không có nhược điểm không sợ bất kỳ thần thức cấp đạo quân nào công kích trên mặt phương tịch thoáng hiện vẻ vui mừng hắc động tiên mạnh mẽ trên toàn phương diện chẳng qua bây giờ chỉ là đuổi theo cảnh giới của bản tôn mà thôi Đế quốc chưa từng xuất hiện cảnh giới sau Hắc động tiên. Dựa theo suy đoán trước đây, cần khiến tất cả vũ trụ quy nhất và trở thành vũ trụ quy nhất giả. Hắn ngồi xếp bằng, lặng lẽ suy nghĩ. Vũ trụ quy nhất cần cắn nuốt rất nhiều khái niệm. Chẳng lẽ phía trước Hắc động tiên thật sự chỉ có một con đường này? Có thể ở vũ trụ này là vậy, nhưng ta thì khác. Hắn thông qua giao tiếp với các đại thiên thế giới khác, tiếp thu ý kiến của quần chúng để giải quyết vấn đề mới là tinh túy của chư thiên luân hồi đại đạo. Hắc động tiên đi lên nữa, chắc hẳn cần dung nạp rất nhiều khái niệm. Như vậy, có lẽ có thể đi đánh một trận mượn gió thu của Đại Việt thế giới. Dù sao, đó là một thế giới có thể phá vỡ lực pháp tắt ngay từ lúc cửu phẩm. Phương tịch xoa cầm, thoáng hiện vẻ chờ mong. Chỉ xét về lực lượng, mình qua đó, chỉ sợ là cấp bậc diệt thế. Mấy ngày sau, ở An Pha Tinh Cây A Điện Hạ Ông cách nhìn thấy phương tịch qua Vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm trọng Theo tình báo mới nhất của đế quốc Đế vương tinh bị thủy triều vũ trụ chôn vùi Lục hoàng tử Nai S Nguyên soái Viện trưởng viện nghiên cứu hoàng gia Và các nhân vật lớn đều mất tích Bây giờ Phương tịch thăng cấp hắc động tiên nhưng đã thu lại thực lực của bản thân, vẫn để dao động năng lượng ở cấp bậc trung tử tinh. Hắn nghe vậy, vẻ mặt lại uể oải lục hoàng tử yoro sao tình hình bên kia thế nào mấy tinh hệ tới gần đế vương tinh đều mất liên lạc thậm chí xuất hiện dân chạy loạn chạy ra sắc mặt ôn cách nghiêm túc chưa từng thấy bây giờ các nơi trong vũ trụ đều có thể kiểm tra đến một loại kỳ lạ hiện tượng tốc độ vũ trụ bành trướng chậm lại ồ phương tịch nhận lấy báo cáo xem cũng lập tức kinh ngạc vũ trụ nơi này còn rất trẻ tốc độ bành trướng là tốc độ gấp ánh sáng vô hạn. Nhưng lúc này, nó đã hạ thấp khoảng gấp trăm lần. Dựa theo mô hình này để tính toán. Sau một ngày vũ trụ, tốc độ bành trướng ở vị trí vũ trụ của chúng ta sẽ biến thành tốc độ gấp đôi ánh sáng, sau đó chính là giá trị âm, cũng chính là co lại. Phương Tịch nói, thật giống như vị trí đế vương tinh xuất hiện một hố đen chưa từng có vậy. Lúc này, hắn lập tức nghĩ đến tiến hóa sau hắc động tiên, vũ trụ quy nhất cắn nuốt tất cả vũ trụ tập hợp tất cả khái niệm tuy không phải là cảnh giới đạo tôn nhưng chỉ xét về thực lực quả thật khó có thể tưởng tượng được đây cũng là kết quả chúng ta không muốn nhìn thấy nhất bên phía đế vương tinh tuyệt đối đã xảy ra chuyện cực kỳ khủng bố ông cách cười gượng và trả lời chuẩn bị thiết bị quan sát vũ trụ cho ta ta muốn đích thân làm thí nghiệm chân mày của phương tịch khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra đối với hắn cho dù vũ trụ này sắp bị quy nhất hắn cũng không có gì phải sợ cho dù lúc này hắn bước ra cũng đã kiếm được lợi lớn ít nhất thực lực của thân ngoại hóa thân này đã hoàn toàn đạt tới cấp đạo quân tương đương với bản tôn chế luyện ra một phân thân cấp đạo quân đại việt thế giới âm thiên tử thiên mẫu võ tổ thủy tổ trong gian nhà lớn bằng gạch xanh ngói đỏ nằm ở sâu bên trong ngõ nhỏ phương tịch ngồi xếp bằng Lặng yên suy nghĩ về tên của những thần chỉ này. Trong giới này, nếu muốn có thành tựu lớn thì nhất định phải bái thần. Bây giờ ta đã là thiên sư ngũ phẩm, lại lên nữa là vũ hóa tiên tứ phẩm. Đây là một ngưỡng cửa lớn. Lúc các tu hành giả khác ở lục phẩm, thất phẩm, sợ rằng đã không nhịn được mà bái thần. Người có thể kiên trì đến ngũ phẩm lại càng ít hơn. Sau vũ hóa tiên tứ phẩm, ta tuyệt đối có thể hoàn toàn khống chế lực pháp tắc đáng tiếc núi mưa sắp tới phương tịch thở dài tuy trong thành vẫn như thường ngày nhưng hắn lấy ra mấy đồng tiền ném vào trong mai rùa và lắc nhẹ tiếp đó hất xuống đất đây là kỹ năng của thiên sư thuật bói rùa có thể thông qua mai rùa và đồng tiền hoặc cỏ bói để tiến hành bói toán thu được câu trả lời chính xác hắn nhìn trên đồng tiền rơi trên mặt đất khẽ cười với vẻ không ngoài dự đoán thập diện mai phục đúng là thú vị đấy Trấn dị tư Trương Long giật đi vào nha môn Đột nhiên cảm giác có điều gì đó không ổn Hắn vẫn là võ phu cửu phẩm Tuy linh giác của hắn không cao Nhưng dù sao cũng ở chỗ này lâu Trung Quy vẫn có chút dự cảm của thần linh Trương Đại Nhân Ừ Một nha dịch đi thẳng tới cúi đầu không lưng chào hỏi Tất cả dường như không khác gì mọi ngày Trương Long giật xoa đầu ngẫm nghĩ Và đi vào trong gian phòng trong gian phòng vẫn bày biện giống như trước chỉ là trên vách tường xuất hiện thêm một tranh cuộn ở trong tranh cuộn là một thành trì u ám xương trắng lát đất ác quỷ hiện hình hình thành một bức tranh uổng tử thành ở sau trong uổng tử thành còn được vẽ với thủ pháp tranh thủy mặt khiến cho người ta cảm giác dường như có một con quái vật nào đó đang ngủ say đó là trương long giật lập tức cảm giác đầu óc không được tỉnh táo tiếp theo hắn giật mình và bắt đầu làm việc như mọi ngày ừ tiểu khê thôn ở ngoại thành gần đây có hồ yêu làm loạn chắc hẳn cần phái dị nhân tới xử lý tiểu phương không tệ hắn ra tay mấy lần đều không có lần nào sai lầm trương long giật cong môi cười mấy năm qua quan hệ cá nhân giữa hắn và phương tịch không tệ đồng thời hắn biết được đại điệp tử này đã thăng cấp tác phẩm có thể xem là cao thủ hiếm có trong trấn dị tư của thành nhỏ này mặt trời đã ngã về phía tây. Trương Long giật đi ra khỏi trấn dị tư và trở lại võ tổ miếu. Miếu thờ u ám. Hắn bỗng nhiên dừng bước và đi tới nội đường võ tổ. Võ tổ miếu chính là cúng bái võ tổ, nhưng trong điện phủ không có bức tượng nào. Trên điện thờ chỉ treo duy nhất một bức tranh chữ. Trong bức tranh chữ lại chỉ có một chữ võ như rồng bay phượng múa. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện chữ võ này hình như biến thành một tư thế võ thuật, từ trong đó có thể diễn hóa ra các loại võ nghệ thậm chí hóa thành một hình người hình người này thâm trầm như vực sâu vững vàng như núi cao lưng hổ vai gấu cánh tay vượng thắt lưng ông cánh tay màu vàng nâng lên năm ngón tay công lại hóa thành một quyền vô lượng quan vô lượng thọ a à. trương long giật hết lên một tiếng và quỳ một chân trên mặt đất dáng vẻ vặn vẹo đau khổ trên thân nổi đầy gân xanh giống như từng con dung giật mạnh ô a à bỗng nhiên, hắn nôn quẹ về phun ra từng đống thứ ô uế cùng nước vàng. Ở trong nước vàng còn có từng quả trứng lớn bằng trứng gà, bên trong hình như vẫn có tim đang không ngừng đập. Trương Long Dực bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt từ mờ mịt trở nên tỉnh táo. Ta nhớ ra rồi. Cũng tử thành, âm thiên tử. Hắn nhìn về phía vị trí của phương tịch, trong đôi mắt không khỏi thoáng hiện vẻ phức tạp. Bái tạ võ tổ. Trương Long Dực bất chợt quỳ xuống đất thành kính dập đầu. Trong tiểu khê thông ở ngoài thành, đầu thôn có phụ nhân đang giặt trang phục, thỉnh thoảng có tiếng đứa trẻ vui vẻ nô đùa. Thoạt nhìn hình như không có gì khác trước. Nhưng ở trong thôn lại lộ ra một bầu không khí quỷ dị. Công công, đã bày xong thiên la địa võng, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Một thái giám mặc áo bào tím ngồi ngay ngắn sau bàn sách, hai bên tóc mai điểm sương trắng, trong tay cầm bút son, lộ ra khí chất bình thản ở phía trước hắn có rất nhiều thái giám mặc trang phục màu đỏ thậm chí còn võ quan đang đứng yên. Chúng ta không nói thêm về chuyện lần này nữa. Long Lăng cảnh báo, có vọng khí sĩ thấy trong thành này có khí thiên tử. Thái giám mặc áo bào tím đặt chén trà xuống, mỗi một lời hắn nói ra đều khiến trong lòng mọi người ở đây rét lạnh. Ban đầu, có thiên tử tìm Long cũng không sao. Triều đại đã từng giết không biết bao nhiêu kẻ cấu kết với thần thế ngoại, lại khiến người bất an chuyện lùng bắt tà đế tử lần này do chúng ta chủ trì. Trong các ngươi, nếu có ai dám chậm trễ, làm chuyện này cuối cùng thất bại trong gan tất, chúng ta sẽ lột da của các ngươi. Công công Đã xác nhận được mục tiêu, tượng thần cũng có phản ứng. Lúc này, một người mặc trang phục sai vặt tiến đến, cung kính nói vài câu. Khâm thiên dám dùng bồ câu đưa thư, thần thế ngoại có động tĩnh khác thường. Lúc này, lại có một quân sĩ tiến đến, quỳ xuống hành lễ và đưa lên một phần tin tức tình báo. Tốt. Tốt lắm. Tất cả đều tới cùng một chỗ, quả nhiên tà đế tử có cấu kết với ngoại thần. Thái giám mặc áo dài tím cười lạnh, nhìn cái tên được ghi trên đó, phương tịch. Căn cứ theo bói toán và tin tức tình báo tổng hợp lại, người này che giấu rất sâu, thậm chí có khả năng lẫn lộn thiên cơ. Chúng ta tuyệt đối không thể chậm trễ. Đại Việt là một thế giới hết sức kỳ quái bộ khoái điều tra những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ bình thường cũng có thể dính dáng với một vị tà thần càng không cần phải nói tới chuyện lớn như thế tất cả mọi người lập tức trở nên nghiêm nghị tuân mệnh ngày hôm sau phương tịch chậm rãi đi ra khỏi tiểu viện của mình hắn chuẩn bị tới tiểu khê thôn để chấp hành nhiệm vụ đúng lúc này lỗ tai hắn khẽ động và nâng tay phải lên một viên bi đất đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn sau khi hắn bóp nát chỉ thấy trong đó có một tờ giấy trên đó viết một hàng chữ mơ hồ xem ra trong những thần thế ngoại kia cũng không quá đoàn kết phương tịch khẽ cười tờ giấy trong tay hắn không gió tự cháy hóa thành tro tàn hắn đi ra khỏi cổng thành không bao lâu đã đi tới bên ngoài tiểu khê thôn trong thôn đầy sương mù mông lung bên dòng suối nhỏ có mấy thôn phụ giặt vải nhưng lúc này các nàng hình như đã lặp lại động tác này không biết bao lâu cho dù hai tay chảy máu đầm đìa mơ hồ có thể nhìn thấy được xương trắng cũng không từ bỏ phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này trong tay lập tức hiện ra mấy tấm phù lục thiên sư lập tức tuân lệnh đi hắn bấm tay bắn ra một tấm phù lục bốc cháy tia lửa bắn về phía mấy thôn phụ kia khi nó tới giữa không trung thì tự nhiên biến thành mưa rơi xuống từng giọt nước mưa tiến vào trong cơ thể của mấy thôn phụ kia không ngờ khiến vết thương trên bàn tay của các nàng nhanh chóng khép lại tiếp theo những thôn phụ kia bắt đầu lần lượt quỳ xuống đất nôn mửa liên tục trong nước vàng có lẫn với từng trứng sâu đen xì các nàng nhìn thấy cảnh tượng này thì hét lên chói tai tiếp theo hoảng sợ chạy ra khỏi thôn mà không chọn đường hình như ở trong thôn ẩn nấp thứ gì đó khủng khiếp không sao tả xiết khiến các nàng theo bản năng muốn tránh xa gào gào một cánh cửa nhà trong thôn bị đánh bay một bóng người vọt ra Bóng người này mặc trang phục thôn dân bình thường, nhưng làn da trên thân thối rửa, mắt đỏ như máu, giống như một tang thi. Nhưng hắn có sức lực cực lớn, hành động nhanh chóng, lao về phía phương tịch. Hành thi Phương tịch không nhịn được phỉ nhổ. Điều này Điều này Điều này đã vượt quá giới hạn nhiệm vụ của trấn dị tư. Hắn thò tay trái vào trong ngực áo và chộp lấy một nắm đậu ném ra ngoài. Những hạt đậu kia vừa rơi xuống đất đã mọc rễ và nhanh chóng lớn lên, chín. Từng bàn tay lớn màu vàng nhô ra, tiếp theo là thân người mặc bộ giáp màu vàng đất, váy giáp che tới bắp đùi. Không ngờ đó là từng bộ hoàng cân khôi lỗi. Đây cũng là năng lực của thiên sư ngũ phẩm, vải đậu thành binh. Từng bộ hoàng cân lực sĩ khôi lỗi gào thét, trong tay cầm các loại vũ khí như trường mâu, giáo ngắn và xếp thành đội hình, xông về phía hành thi kia. Phục phục, đường mâu màu vàng và đất đâm xuyên phòng ngự của hành thi cực kỳ dễ dàng và hất bay. Cho dù thực lực hai bên ngang nhau, nhưng hành thi rõ ràng năm bè bảy mảng, không phải đối thủ của đội ngũ binh nghiệp ủ. Hừ! Tà ma ngoại đạo, nhận lấy cái chết. Phương tịch lạnh lùng kêu lên một tiếng, chân đạp cương bộ đấu, trong lúc vất tay lại có từng đợt sấm sét hiện ra. Gió nổi lên. Cùng phong gào thét. Mưa rơi. Mưa to như trút nước xét tới thiên sư hô mưa gọi gió nắm giữ ngũ lôi xoẹt từng tia sấm sét màu tím công kích xuống đánh vào một gian phòng khiến một bóng người tay cầm cây đại tang đội mũ cao màu đen dáng người gầy gò nhảy ra ngoài chó săn của âm thiên tử phương tịch cười ha ha quả nhiên mấy năm nay ta không ngừng tóm lông dê khiến các ngươi hoàn toàn trụi lông ở trong lòng hắn còn mơ hồ có một suy đoán nếu hoàng triều trong thế gian đại việt bình thường làm sao có thể duy trì sự thống trị của mình ở dưới nhiều quỷ dị như vậy bởi vậy hoàng triều tất nhiên cũng có chút quan hệ với thần thế ngoại thậm chí có lẽ hoàng thất hiện nay chính là huyết mạch của tà thần thật sự dù sao cái tên âm thiên tử rất dễ khiến cho người ta sinh ra liên tưởng lúc này năm ngón tay của hắn thò ra lập tức khống chế năm loại lôi pháp âm lôi dương lôi không lôi hỏa lôi thủy lôi hóa thành một bàn tay sấm sét một chưởng hạ xuống vô số tia điện nhảy nhót gã nam tử gầy như gậy trúc đang cầm cây đại tang trong tay kia rên lên một tiếng trên thân hiện ra từng vết cháy đen cây đại tang trong tay lập tức bị gãy ta gặp phải kẻ địch mạnh rồi nếu các ngươi không ra lão phu sẽ đi đấy ầm ầm hắn còn chưa nói dứt lời dòng suối nhỏ cách đó không xa nổ tung một bóng người lao ra thân hình của hắn giống như chim én lướt qua mặt nước khí huyết lại giống như lò luyện mặt trời người đó không ngờ là một vị võ đạo tông sư ngũ phẩm lúc này đối phương nổi giận gầm lên một tiếng khí huyết toàn thân bạo phát và đánh ra một quyền quyền ý trùng trùng điệp điệp giống như một cái đỉnh lớn từ trên cao hạ xuống đóng đô sơn hà đây là quyền trấn sơn hà của võ đạo tông sư dưới một quyền này hoàng cân lực sĩ khôi lỗi vốn kết trận phòng thủ không ngờ hoàn toàn bị tiêu diệt không chỉ có vậy ở trong bóng tối lại vang lên tiếng sáo. Một người mặc trang phục màu xanh và thổi sáo lặng lẽ hiện thân, toàn thân hiện ra từng bàn tay kỳ lạ. Những bàn tay kia có sáu ngón tay, giữa các ngón tay lại có màng thịt liên kết. Chúng bỗng nhiên bay ra. Mỗi bàn tay lao về phía phương tịch, khiến hắn cảm giác như bản thân hình như mất một vài thứ. Người mới là ngũ phẩm, còn chưa đủ tư cách đâu. Phương tịch cười ha ha và phất tay ném ra từng vật kỳ lạ vật. Trong những vật này có mặt nạ dây leo xanh bị dập nát, cũng có xương thú không biết tên, có lá cờ chỉ còn lại nửa đoạn. Từng năng lực quỷ quyệt hiện ra, cộng thêm bản thân đạo thiên sư của hắn biến hóa không cùng, lập tức áp chế ba cao thủ ngũ phẩm kia. Trong mật thất nào đó, đại thái giám mặc áo dài tím đang tập trung tinh thần, nhìn chầm chầm vào cái kính đồng trước mặt. Ở trong kính không ngờ là cảnh tượng phương tịch đấu pháp với các tu sĩ khác. Không hổ danh là tà đế tử. Chỉ mới mấy năm, hắn đã thăng cấp ngũ phẩm, đồng thời còn nắm giữ thực lực như thế. Đại thái giám mặc áo dài tím than thở. Bởi vậy mới không thể để cho hắn thăng cấp tứ phẩm. Thái giám mặc áo dài màu đỏ và quân sĩ còn lại không biết, hắn đã từng đọc qua tàn thư của hoàng thất, biết được một vài bí ẩn. Ngoài thế này còn có rất nhiều thứ nguyên như minh thế, võ giới. Nói chung, tu hành giả bái thần đến tứ phẩm căn bản khó có thể chịu nỗ lực dẫn với thần chỉ bản thân sùng bái, sẽ bị hút vào trong tiểu giới của thần thế ngoại, bản chất sinh mạng đều sẽ phát sinh biến hóa, trở thành thân thuộc của tà thần. Nếu đã thành giống loài khác, tất nhiên sẽ bị thế này bài xích. Cho dù bọn họ có thể mượn nghi quỷ, nghi thức, hạ xuống trong thời gian ngắn ngủi, có khả năng tập trung lực lượng cũng sẽ phải bị thiên địa áp chế, tuy có người vượt quá ngũ phẩm nhưng không nhiều. Nhưng tà đế tử này rõ ràng lại khác. Hắn nắm giữ tiềm lực trở thành tứ phẩm của giới này. Đến lúc đó hắn sẽ tạo thành uy hiếp lớn đối với sự thống trị đại việt lúc này trong kính chỉ thấy sắc mặt phương tịch đang nghe truyện trên tv audio cv mệt mỏi dùng một chưởng đánh nát đầu nam tử cầm cây đại tang trong tay kia chết rất hay cũng coi như tận trung với nước sau này sẽ không thiếu tang lễ trọng thể và phong thưởng cho người nhà của hắn đại thái dám mặc áo dài tím lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn phương tịch tiến vào tiểu khê thôn thậm chí đi về phía mình trên mặt lại thoáng hiện vẻ vui mừng ba cao thủ ngũ phẩm bên ngoài thật ra đều là con mồi cho dù là bản thân mình cũng chỉ là quân cờ mà thôi đây là triều đình có năng lực dời núi lấp biển bất kỳ người nào cũng có thể hy sinh hắn chọc vào trong tay áo một phần thánh chỉ hiện ra thánh chỉ này làm bằng vải gấm chủ yếu theo tường vân nhưng lại hoàn toàn tối đen nó dài một thước sau khi mở ra sẽ rộng ba thước ở hai bên thanh cuộn đều có trang trí hình hắc long âm thiên tử chiếu viết Sơn Hà xã tắc đồ mở giọng nói của Đại Thái giám mặc áo dài tím the thế cao giọng quát hắn vừa quát máu thịt trên người hắn nhanh chóng biến mất chỉ còn lại một bộ xương thậm chí ngay cả bộ xương cũng nhanh chóng hóa thành tro bụi với tốc độ cực nhanh hả Phương Tịch xông vào trong tiểu khe thôn bỗng nhiên cảm giác không đúng binh sĩ Đại Việt lao ra khỏi dòng suối nhỏ phiến đá xanh thậm chí căn phòng dường như cũng biến thành sinh vật hai chiều kỳ lạ xôn xao không chỉ có hoàn cảnh này thậm chí bản thân hắn dường như đều đang bị giảm chiều dữ liệu nếu quan sát từ chỗ cực cao sẽ thấy cả tiểu khê thôn dường như bị tách ra khỏi thế này biến thành một bức tranh cuộn bức tranh cuộn này nhẹ nhàng cuốn ra lại cuốn cả phương tịch vào trong đó và chậm rãi thu thập hình như hắn đã biến thành người trong bức tranh dựa theo hiểu biết của phương tịch chính là tương đương với từ trong thế giới hiện thực bị giảm chiều dữ liệu bức tranh cuộn này bị một bàn tay xương trắng nắm lấy không ngờ lại muốn rơi vào trong binh thế âm thiên tử đang chờ phương tịch đến âm thiên tử quả nhiên có liên quan đến triều đình không chừng chính là lão tổ tông của bọn họ lúc này phương tịch đối mặt với phong ấn lại còn có thể có tâm trạng suy nghĩ miên man bỗng nhiên cả tòa hắc trạch thành đều run rẩy vô số nước hắc trạch cuộn trào mãnh liệt sông đào bảo vệ thành bay lên giữa không trung và hóa thành một màn nước ở trên màn nước một con mắt đen nhánh chậm rãi mở ra thủy tổ từng dòng nước vượt qua không trung giống như hóa thành sợi dây xích trong suốt buộc chặt lấy bàn tay xương trắng khổng lồ kia của minh thế bắt đầu tranh đoạt bức tranh ở trong dòng nước cơ thể máu thịt của binh sĩ triều đình và tu sĩ còn may mắn sống sót đều nổ tung mà chết không chỉ có vậy trên bầu trời không ngờ lại có một đám mây đen bay tới từ lúc nào che đi ánh sáng mặt trời vốn có ở trong mây đen hiện ra một cơ thể nữ tính cực kỳ khổng lồ nàng có tướng mạo khí tức kỳ lạ không có tóc ngũ quan méo mó còn kèm theo một lực ảnh hưởng kỳ lạ trên mặt đất bất luận là tu sĩ hay người phàm thậm chí súc vật đều bị dục vọng nguyên thủy trong cơ thể khống chế bắt đầu điên cùng phát tiết thiên mẫu âm thiên tử thủy tổ thiên mẫu tà thần thế ngoại gần như đã tới đông đủ, lúc này bọn họ chuẩn bị mở bát à. Trong sơn hà xã tắc đồ, phương tịch phỉ nhổ một câu. Món vật phẩm này có năng lực kỳ lạ hết sức kinh người, có thể giảm chiều dữ liệu tất cả mọi thứ trong bức tranh cuộn. Trên lý thuyết, hắn chắc hẳn thậm chí không thể có tư duy. Nhưng phương tịch lại đặc biệt, tư duy vẫn duy trì mức sinh động cao độ. Không chỉ có vậy, cho dù hắn bị in vào trên tranh cuộn, không ngờ vẫn không có cách nào bị quan sát đánh giá càng không có cách nào bị phân tích nhiều quyền hành như vậy nhiều pháp tắc như vậy nhiều lực khái niệm như vậy phương tịch thì thào một tiếng và lộ ra một nụ cười có phần điên cuồng vậy ta không khách sáo nữa trong chớp mắt tiếp theo ánh sáng màu bạc lóe lên một bóng người hiện ra bóng người này trông vô cùng đẹp trai mái tóc máu giống như thác nước trên trán mọc ra một cái sừng màu vàng đó chính là vũ trụ thế giới thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân cấp hắc động tiên. Phương tịch cười giữ tợn một tiếng, bản thân bỗng nhiên hóa thành hố đen. Điểm kỳ dị không gian, thời gian hiện ra, lực khó hiểu được triển khai. Lực dẫn và chất lượng tuyệt đối mạnh mẽ bẻ công không gian thời gian, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có cách nào thoát đi. Trời và đất dường như cũng đang vặn vẹo, tất cả đều không thể tiến về phía hố đen mà không thể đảo ngược. Xôn xao ở dưới lực dẫn tuyệt đối mạnh mẽ của hố đen sơn hà xã tắc đồ bị xé rách trong giây lát thiên sư phương tịch hiện thân ra tiếp theo lại phát ra ánh sáng màu bạc và biến mất lúc này thân ngoại hóa thân cây a hoàng tử đã thân hóa hố đen tuyệt đối lục thân không nhận cho dù là thân ngoại hóa thân bị cuốn vào hố đen không chừng cũng sẽ phải chết ông điểm kỳ dị không gian thời gian rơi vào trên cánh tay xương trắng của âm thiên tử vô số gợn sáng lan tràn ra vào giờ phút này thời gian không gian bị cắt nhỏ hóa thành một thời không trảm có uy lực tuyệt luân ầm uhm. cánh tay xương trắng của âm thiên tử lập tức bị gãy hắn dường như quyết định thật nhanh không hề do dự lao vào bên trong hố đen tử vong thối nát linh hồn khống chế trong phút chốc phương tịch lại cảm giác được sau khi đánh nát cánh tay xương trắng kia có lực khái niệm vô cùng vô tận mãnh liệt tràn tới bên trong điểm kỳ dị không gian thời gian của mình hắn hưng phấn đào thét một tiếng đánh ra một chưởng hạch bình chưởng hạch bình chưởng pháp bị phát động tới vượt quá trăm tầng lập tức tạo thành một vụ nổ khủng khiếp ở trong không trung ánh sáng khủng khiếp và hơi nóng xé rách màn nước khiến con mắt thủy tổ kia nổ tung hóa thành nước đen đầy trời làm nước đen do thủy tổ cô động loại dòng nước đặc biệt này có hiệu quả cực kỳ đặc biệt cho dù dị nhân nhất phẩm dính vào cũng sẽ gặp phiền phức thậm chí sẽ bị trực tiếp ăn mòn hóa thành một bãi nước mũ hoặc biến thành tính đồ ngoan đạo của thủy tổ nhưng lúc này hố đen kia dường như bao dung tất cả chứa tất cả bất luận là xương trắng của âm thiên tử hay nước đen của thủy tổ tiến vào trong đó đều nhanh chóng bị cắn nuốt phân liệt tiếp theo không ngừng nén lại và lấy ra các loại lực khái niệm phương tịch nhẹ nhàng phun ra hít vào hơi thở của hắn hóa thành tia gamma đi tới trên bầu trời xa vô tận vụ nổ tia gamma tia gamma khủng khiếp xuyên thủng cơ thể khổng lồ của nữ tử kia khiến đối phương hóa thành vô số máu thịt lớn như ngọn núi từng ngọn núi thịt cũng bị hố đen cắm nuốt mang đến khái niệm máu thịt nuôi dưỡng trong thoáng chốc ba thần thế ngoại bại trận phải rút lui phương tịch thu lại thần thông phát hiện thành trì cách đó không xa vẫn đứng nguyên hắn không khỏi thỏa mãn gật đầu hắn biết năng lực khống chế lực lượng của mình đối với hố đen miễn cưỡng được xem là không tệ từ trước đến nay ta chú ý không phải là cắn nuốt thế này hắn mỉm cười ánh sáng màu bạc lóe lên phương tịch thiên sư ngũ phẩm hiện thân dẫn theo thân ngoại hóa thân hoàng tử cây a hóa thành hư vô hai người lập tức đi tới một thế giới tử vong khó diễn tả thành lời không trung mờ mịt mặt đất hình như chỉ có hai màu đen và trắng đây là minh thế một thế giới khác của âm thiên tử ở trong minh thế không chỉ có đủ loại nguyên liệu tử vong còn có bản tôn âm thiên tử nhưng vào giờ phút này những sinh vật minh giới kia xem như gặp xui xẻo hố đen hiện ra dưới lực dẫn khủng khiếp từng sinh vật minh giới bất giác tiến vào trong đó ở dưới thiên thể hố đen vậy cho dù là con cháu tà thần cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé chỉ có thể bị chém đầu thậm chí đến cuối cùng ngay cả minh giới cũng không ngừng bị tiến vào trong hố đen. Căng cơ minh giới cũng bị chấn động. Xôn xao. Mặt đất rạn nứt, bỗng nhiên xuất hiện nước sông vàng đục ngầu. Một thành trì đen như mực hiện ra, trong đó đầy xương cốt và tử vong. Đây chính là ổn tử thành. Trong ổn tử thành, một bộ xương trắng cực lớn đang đứng sừng sững. Tuy hắn thiếu một cánh tay nhưng toàn thân đều mang theo khí chất chí tôn cao quý. Âm thiên tử. Ha ha. Phương Tịch cười lớn một tiếng. Hắn căn bản không cần chiêu thức, pháp thuật, chỉ phát động hố đen trực tiếp đập qua. Hễ hố đen đi qua nơi nào, không gian thời gian đều bị tóm lấy, ngay cả tia sáng cũng không có cách nào thoát đi. Mật độ của hắc động tiên thậm chí vượt xa trung tử tinh tiên. Hắn vứt bỏ tất cả động tác dư thừa, chỉ có va chạm hung ác man hoang. Ở dưới lực lượng tuyệt đối cho dù là lực khái niệm và quyền hành cũng sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. ầm ầm. Trong giây lát, bộ xương khổng lồ của âm thiên tử sụp đổ, bị hố đen hấp thu từng đoạn một. Vị thần thế ngoại cũng là thực lực tương đương với đạo quân, nhưng vẫn khá yếu trong các đạo quân. Hắc động tiên lại tương đương với một vị đạo quân khá mạnh, còn có khái niệm thời không đặc biệt giúp đỡ, chân thân còn vô cùng rắn chắc. Hai bên lập tức phân ra thắng bại. Theo hố đen không ngừng di chuyển, một tầng thế giới minh thế này đang dần dần tiêu vong. Trong hiện thế, những kẻ được pháp thuật làm cho chết đi sống lại, thậm chí hành thi bỗng nhiên ngây người, tiếp theo lần lượt mất đi lực lượng, hóa thành xương khô tro tàn. Đại Việt Hoàng Lăng Nhà đế vương cổ đại đều chú ý mở núi làm lăng. Nhưng vào lúc này, rất nhiều ngọn núi đều đổ nát, khiến quân bảo vệ lăng bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trong đế đô Tiếng chuông gấp gáp vang lên, Báo hiệu hoàng đế băng hà Không chỉ có vậy, ở trong hoàng thất, người có huyết mạch tà thần càng nồng đậm sẽ bị cắn trả càng mạnh, kết quả thường đặc biệt thê thảm. Hát động tiên lại lên nữa chính là vũ trụ quy nhất giả. Nhưng hình như, cũng không cần mở ngoại vũ trụ. Từ trước tới nay, hắc động tiên thăng cấp không quy định chỉ có một con đường. Do điểm kỳ dị không gian, thời gian của bản thân kéo dài, hình như mở ra nội vũ trụ hoàn toàn mới ở trong cơ thể của mình cũng là một con đường dù sao phương tịch tu luyện tính toán nhất kiếm sinh thiên địa nhiều năm lúc này hắn lại cắn nuốt rất nhiều khái niệm cuối cùng đã có lĩnh ngộ dưới yêu ma thụ ở địa tiên giới bản tôn nhìn một thanh phi kiếm trước mặt đang dần dần thành hình cũng mỉm cười từ khi luyện kiếm tới không có địch thủ luân hồi cửu cung tu di cũng thành công Thanh phi kiếm này là do hắn xé rách luân hồi bàn ở Thục Sơn thế giới làm nguyên liệu, lấy lực pháp tắc nồng đậm nhất phối hợp với đạo chủng của bản thân để chế tạo ra. Bởi vậy, phẩm chất còn muốn vượt qua phi kiếm tiên gia bình thường một bậc, thật sự tiến vào trình độ đạo khí. Tuy Phương Tịch không bỏ ra quá nhiều tâm huyết, nhưng dù sao nó cũng là mảnh vỡ luân hồi bàn chế tạo thành, loại quy tắc ngưng tụ vật này tự mang theo pháp tắc luân hồi, bởi vậy nó tiến vào trình độ đạo khí cũng khá dễ dàng. Đi thôi ánh sáng màu bạc lóe lên thanh luân hồi phi kiếm này lại biến mất không thấy nữa ở đại việt thế giới phương tịch với một sừng và mái tóc đỏ đã tiến vào một tầng ngoại thế dưới nước đen vô cùng vô tận cọ rửa hắn hình như đi tới trong vũ trụ thái không đối mặt với một tinh cầu được tạo thành hoàn toàn bởi nước đen nhưng khi hắn nhìn thấy được cảnh tượng này hắn lại mỉm cười ta có một kiếm vẫn mong đạo hữu thưởng thức vèo 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 từng ánh kiếm hiện ra quanh người hắn tư thần sinh tử thái Ấc vô hình đô thiên liệt hỏa thanh hòa thu thủy thuần quân thổ đức tám kiếm cùng bay chính là bác môn kiếm trận mà lúc này ánh sáng màu bạc lóe lên một thanh phi kiếm cấp bậc đạo khí hiện ra đó chính là luân hồi phi kiếm tám cửa cùng thêm luân hồi thiên địa vũ trụ lại bắt đầu luân chuyển thành cửu cung con số chính là con số cao nhất bởi vậy trận này là kiếm sinh thiên địa đại trận một kiếm chém ra hình như có một đại thiên thế giới đang sinh ra trưởng thành đạt tới đỉnh điểm tiếp theo nên đón sự hủy diệt địa hỏa phong thủy vũ trụ hỗn độn lập tức nhấn chìm tất cả đây không phải là thiên kiếm lão nhân nhất kiếm sinh thiên địa mà là nhất kiếm sinh vũ trụ chỉ thuộc về phương tịch một ầm ầm dưới một kiếm này vị trí tinh cầu của thủy tổ lập tức tan thành mây khói Khái niệm vô cùng vô tận tràn vào điểm kỳ dị không gian thời gian ở trung tâm của hố đen, tiếp theo hình như mở ra một tầng vũ trụ khác. Đây là cảnh giới hoàn toàn mới trên Hắc Động Tiên, mở vũ trụ trong bản thân mình, có lẽ có thể gọi là vũ trụ tiên. Thăng cấp vũ trụ tiên có vẻ tương đối dễ dàng. Điều này dĩ nhiên là vì Hắc Động Tiên thăng cấp vô cùng thuận tiện, chỉ cần không ngừng cắn nuốt là được. Hơn nữa, trước đây phương tịch còn lĩnh ngộ rất nhiều về nhất kiếm sinh thiên địa tương đối có kinh nghiệm về chuyện mở ra vũ trụ bên trong bản thân mình. Ở trong cơ thể phương tịch, điểm kỳ dị không gian, thời gian giống như nối liền với một giới khác. ầm ầm Đột nhiên, vũ trụ lớn phát sinh vụ nổ mạnh. Một vũ trụ hoàn toàn mới đang bạo phát, bành trướng, phát ra ánh sáng còn chói lòa hơn vụ nổ siêu tân tinh gấp vô số lần. Cuối cùng đã mở ra cấp tiếp theo của hắc động tiên. Tuy ta có khả năng đi nhầm, Vũ trụ tiên chưa chắc có thể mạnh bằng vũ trụ quy nhất giả. Nhưng ta đã thăng cấp vũ trụ tiên, tuyệt đối mạnh hơn những kẻ còn chưa thăng cấp vũ trụ quy nhất giả. Hơn nữa, ta chỉ là một thân ngoại hóa thân mà thôi. Cho dù ta đi nhầm đường cũng không sao. Phương Tịch mỉm cười, nước đen vô cùng vô tận kia bị điểm kỳ dị không gian, thời gian hấp thu, thu được số lượng lớn lực khái niệm liên quan tới nước. Tiếp theo trên từng tinh cầu trong vũ trụ bên trong cơ thể không ngừng hiện ra các loại dòng nước và sông băng sinh mạng hắn thì thào một tiếng lại hấp thu hết vị trí thế giới của thủy tổ khiến hư giới này hoàn toàn tiêu tan tiếp theo hắn lại đi tới trong hư giới của thiên mẫu chân thân của thiên mẫu cũng là một cơ thể nữ tử được tính bằng số năm ánh sáng thậm chí mơ hồ mạnh hơn âm thiên tử thủy tổ nếu phương tịch mới lần đầu tiên tới đây có lẽ hắn còn thiếu kinh nghiệm cần phải trải qua trận chiến đấu gian khổ mới có thể bắt được đối phương. Nhưng lúc này, hắn lại mỉm cười, trong lúc giơ tay nhất chân giống như mang theo lực lượng của mọc vũ trụ. Lực vũ trụ trùng trùng điệp điệp, chỉ là một chưởng lại đánh cho chân thân của thiên mẫu vỡ thành cạn bã, vô số máu thịt bị vũ trụ hoàn toàn mới hấp thu, khiến từng tinh cầu trên đó bắt đầu sinh ra sinh mạng. Thân hình phương tịch hiện ra ở đại việt thế giới, ánh mắt hắn đảo qua, nhìn về phía thế giới khác đại việt thế giới được cải tạo vô cùng kỳ lạ lấy hiện thế làm cơ sở lại có rất nhiều lực lượng thần thế ngoại thẩm thấu vào dựa vào hiện thế hình thành một lại một tiểu giới mờ ảo lúc này nó còn có mấy tầng hư giới hiện ra ở trong mắt phương tịch tất cả đều là quân lương không tệ hắn gật đầu và mỉm cười vẫn mong đạo hữu dơ cao đánh khẽ bằng không tuy có thể loại bỏ hết tà thần xâm nhập đại việt thế giới nhưng dị lực và dị nhân sẽ biến mất trái lại sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của thế giới. Lúc này, một bóng người hiện ra ở trước mặt Phương Tịch. Người đó không ngờ là Trương Long Dực. Chẳng qua ánh mắt Phương Tịch nhìn qua Trương Long Dực, nhìn thấy một chữ võ cực lớn. Võ tổ. Phương Tịch gật đầu. Các thần thế ngoại cũng không phải đoàn kết như thép, ví dụ như sáng sớm hôm nay hắn ra khỏi cửa, đã nhận được lời nhắc nhở của võ tổ, xem như biểu đạt ý tốt với hắn. Đạo hữu đã giết đủ chưa? võ tổ cười tủm tỉm nói ta còn chưa chúc mừng tu vi của đạo hữu lại được đột phá phương tịch nghe được lời này trong lòng chợt lạnh hắn biết được cảnh giới của võ tổ chắc hẳn còn cao hơn đám người tà thần âm thiên tử thủy tổ vẫn mong đạo hữu chỉ giáo sắc mặt hắn nghiêm túc hỏi một câu khi tu vi đạt đến trình độ như chúng ta đã khó có thể định nghĩa được mỗi lần đột phá và bước ra một bước phía trước đều là sương mù dày đặc không rõ ràng Võ Tổ chậm rãi nói, mơ hồ có ý giao lưu và chỉ điểm. Bởi vậy con đường của mọi người khác nhau, cũng không nên ép mọi người phải giống nhau. Thứ thích hợp với mình mới là tốt nhất. Đúng là như vậy. Phương Tịch gật đầu. Ở trong vũ trụ thế giới, đã có bao nhiêu suy đoán về việc Hắc động tiên lại đột phá lên trên. Bây giờ, sự thật chứng minh con đường vũ trụ quy nhất không được, con đường mở ra nội vũ trụ lại có thể thực hiện. Hắn vươn tay ra, một vũ trụ cỡ nhỏ hiện ra ở trên lòng bàn tay một tinh vân giống như vòng xoáy chậm rãi xoay tròn tốt võ tổ thể hiện ra một tư thế đánh võ một quyền ý trùng trùng điệp điệp tự nhiên rơi vào trong thế giới cỡ nhỏ kia diễn hóa ra một thế giới võ đạo kỳ lạ ở trong thế giới này võ giả đỉnh phong có thể nắm vỡ ngôi sao chuyên quyền vạn cổ đây là hai bên đang giao lưu con đường của mình rất lâu sau phương tịch lắc tay vũ trụ cỡ nhỏ thình lình biến mất không thấy nữa hắn nhìn về phía võ tổ hành lễ và nói cảm ơn đạo hữu chúng ta chẳng qua chỉ trao đổi với nhau mà thôi võ tổ mỉm cười ta còn phải cảm ơn đạo hữu đã dơ cao đánh khẽ xem ra đạo hữu chuẩn bị mượn thế giới này để thành đạo cũng được ta lại tặng giới này cho đạo hữu phương tịch cười ha ha trong ánh sáng màu bạc lóe lên hắn lập tức biến mất không thấy nữa Võ tổ nhìn thấy cảnh tượng này lại không khỏi im lặng, sau đó mới thở dài. Nguy hiểm thật. Trong phút chốc, một quyền ý cuồn cuộn lao đi xa, chỉ để lại một mình Trương Long giật nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt với vẻ ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta. Trong phút chốc, hắn nắm chặt nắm đấm, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Ta thăng cấp à. Alpha tin. Người đạt tới đỉnh phong chính là mở đường cho hậu nhân ánh sáng màu bạc lóe lên, bóng dáng của phương tịch hiện ra ở trong một phòng thí nghiệm hiện đại. Hắn lặng lẽ nhớ lại cảnh luận đạo với võ tổ, hết cực đầu lại lắc đầu. Nhưng, ta còn chưa đạt đến đỉnh phong. Có lẽ theo võ tổ thấy, hắn và phương tịch đã không thể tiến thêm được nữa. Nhưng phương tịch biết, thành tựu của hắn vẫn đang đi theo những người phía trước. Vũ trụ tiên chính là cảnh giới sau hắc động tiên nhưng có thể bằng được đạo tôn ở chân tiên giới hay không còn chưa thể chứng thực vẫn phải đánh một trận mới biết được bởi vì hắn ngoại trừ việc đạo tôn nắm giữ đại đạo hồi hưởng lại không hề biết tin tức nào khác càng mơ hồ về lực chiến đấu của đạo tôn chẳng qua phương tịch biết được trên đạo tôn chính là cảnh giới đạo quả đạo quả giả không thể miêu tả không tính toán tới logic bởi vậy ta may mắn hơn võ tổ rất nhiều ta có thể nhìn thấy con đường phía trước ta chỉ cần làm từng bước, chậm rãi đi tiếp là được, còn chưa cần phải tự mình nghĩ ra con đường mới. Chẳng qua, vũ trụ tiên có thể bằng được cảnh giới đạo tôn hay không, hình như ngoài việc ta phải tìm một vị đạo tôn đấu pháp, còn có thể thử cách khác. Phương Tịch vừa trầm ngâm suy nghĩ vừa mở ra các loại thiết bị kiểm tra đo lường. Tiếp theo, ánh sáng báo động màu đỏ chói mắt hiện ra. Vô số dòng số liệu chảy qua giống như thác nước. Phương Tịch chỉ nhìn lướt qua hắn đã thấy được kết quả sau cùng. Tốc độ vũ trụ bành trướng đã biến thành giá trị âm. Mặc dù bây giờ chỉ là âm 10 lần tốc độ ánh sáng nhưng rất nhanh sẽ biến thành âm vô tận của tốc độ ánh sáng. Lấy thọ nguyên của ta tuyệt đối có thể chờ đến ngày vũ trụ quy nhất. Trước đó, hắn phân phó ôn cách chuẩn bị phòng thí nghiệm và thiết bị quan sát tiên tiến. Bây giờ, nó cuối cùng đã cho ra một kết luận đáng sợ. Vũ trụ sẽ nhanh chóng đi tới điểm cuối. Phương tịch xoa cầm và nhìn về phía đế vương tinh. Nó có liên quan tới cự dẫn nguyên ở đó không? Không. Có thể cắn nuốt ngược lại vũ trụ, chỉ sợ lực dẫn này đã vượt quá cự dẫn nguyên. Quả nhiên có người đang đột phá vũ trụ quy nhất giả sao? Đúng lúc này, hắn giật mình và nghiêng tai lắng nghe. Tiếp tiếp. Ta là. Tiếp tiếp. Xin giúp đỡ. Hắn hình như nghe được tiếng của vũ trụ, đó là một giọng nữ dịu dàng lại hết sức yếu ớt, gián đoạn. Thú vị thật. Giống như là một tần số riêng, nhưng quá mức yếu ớt. Chỉ có cường giả Hắc động tiên trở lên mới có khả năng miễn cưỡng bắt được. Không, không phải nó phát thanh quá mức yếu ớt mà nó không ngờ phát tín hiệu cho cả vũ trụ. Lấy hình thức lượng tử dây dưa. Chỉ có hố đen có khả năng nghe được. Đây là một lần phát thanh với tất cả Hắc động tiên trên vũ trụ phương tịch mỉm cười và ngồi xếp bằng lực dẫn còn khủng khiếp hơn hát động tiên hiện ra tiếp theo hắn nghe được một câu phát thanh hoàn chỉnh kia ta là nữ hoàng eveli của trùng tộc hiện tại xin tất cả hát động tiên trên vũ trụ giúp đỡ hoàng đế của đế quốc lanicania levi foenis đã thử đột phá ở đế vương tinh muốn vũ trụ quy nhất đây không phải là trò đùa Tất cả mọi người có thủ đoạn có thể xác nhận tốc độ vũ trụ bành trướng đã biến thành giá trị âm. Ta làm nữ hoàng chí cao vô thượng của trùng tộc, ở đây hô hào. Tinh thú, trùng tộc, nhân loại cùng đoàn kết. Nếu không giết chết Levi, tất cả mọi người sẽ phải chết. Chúng ta sẽ tiến hành gặp mặt vào 10 ngày vũ trụ sau, địa điểm là Nội dung phát thanh này vô cùng đáng sợ, nó được nhắc lại hết lần này tới lần khác. 10 ngày vũ trụ sau phương tịch tính toán lại đó chắc hẳn là một giới hạn nào đó dựa theo tốc độ vũ trụ thu nhỏ lại hình như sau khi vượt qua lúc đó sẽ không thể đảo ngược xu hướng đó nữa trong lòng hắn chẳng có suy nghĩ nào về vị phụ hoàng kia không hổ danh là trùng tộc không ngờ khoa học kỹ thuật của bọn họ lại có thể gửi phát thanh tới cả vũ trụ như vậy lập trường của ta là gì ngồi xem vị hoàng đế bệ hạ kia thực hiện vũ trụ quy nhất Đột phá và trở thành vũ trụ quy nhất giả à? Hay là cố gắng tạo phản vì vô số sinh mạng trong vũ trụ? Phương Tịch nhất thời trầm ngâm suy nghĩ. Trong nháy mắt, 10 ngày vũ trụ trôi qua. Trong bầu trời sao vũ trụ hoang vu, một con vật lớn khủng khiếp đang chậm rãi đi tới. Nó mọc ra chín cái đầu, chín cái đuôi, mỗi cái đầu dường như đều lớn hơn một hành tinh. Đây là tộc trưởng tinh thú. Tinh thú là một loại chủng tộc kỳ lạ khi còn nhỏ, bọn họ xem hành tinh là thức ăn. Vào thời kỳ trưởng thành, bọn họ ăn hành tinh, tộc đàn bọn họ chính là kết cấu gia tộc. Tộc trưởng tinh thú chính là tộc trưởng của tất cả bộ tộc tinh thú. Tuy hắn có hình thể khổng lồ nhưng lại di chuyển với lấy tốc độ ánh sáng. Khi hắn đi tới một chỗ tối mới chậm rãi dừng lại. Eveli, ta tới rồi. Tộc trưởng của tinh thú tộc phát ra giọng nói già dặn. Một chỗ trong hư không vặn vẹo và hiện ra một tinh cầu có cấu tạo giống như tổ ong. Một nữ tính mặc trang phục màu tím hiện ra ở phía trên tinh cầu này. Nàng chậm rãi hành lễ. Ogut. Đã lâu không gặp. Chính cái đầu của tộc trưởng tinh thú Ogut cùng gật một cái. Phía sau hắn lại xuất hiện mấy thân hình vô cùng khổng lồ. Cảm ơn các ngươi các đến đây. Giọng nói của nữ hoàng trùng tộc Evely hình như vang lên trong linh hồn của rất nhiều thú lớn tinh tế mà ở bên cạnh nàng cũng hiện ra từng nữ hoàng trùng tộc, bọn họ đều là tồn tại cấp bậc hắc động tiên. Kế hoạch lúc trước đã thất bại. Thực sự đáng tiếc. Eveli mở miệng. Nếu Levi chết, thì tốt biết bao. Trước đây, trùng tộc và tinh thú liên thủ, thậm chí còn lôi kéo năm hải tặc hoàng giả trong vũ trụ hải phát động ám sát hoàng đế đế quốc Levi. Kết quả, đế vương tinh bị hủy diệt, một lực dẫn nguyên cực kỳ khổng lồ hiện ra, thậm chí bắt đầu đảo ngược tốc độ vũ trụ bành trướng. Không thể để cho Levi tiếp tục nữa, bằng không chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Giọng của Augusto lại sang sản. Lần này, ta đã dẫn người mạnh nhất trong tộc đến. Nhưng trước kia, nhân loại và chúng ta có quan hệ chiến tranh, cho dù âm thầm có chút liên lạc cũng chưa chắc được tín nhiệm. Chân mày tuyệt đẹp của Eveli nhíu lại. Cho dù là tinh thú cũng cảm thấy nàng điềm đạm đáng thương. Đây là tai họa ảnh hưởng đến tất cả vũ trụ. Nếu muốn ngăn cản nó, cần tất cả hắc động tiên đều đoàn kết lại. Trong lúc đang bàn luận, Eveli và Ogut nhất thời chuyển tầm mắt, nhìn về phía một hướng khác. Xôn sao? Hư không vũ trụ hóa thành dạng lưới ô vuông, một chiếc phi thuyền xuyên qua. Chiếc phi thuyền này rõ ràng là hình thức phi thuyền hải tặc. Ở mũi tàu lại khắc dấu một con phượng hoàng lửa trong rất sống động. Đoàn hải tặc phượng hoàng. Jenny Phoenix. Evely chậm rãi mở miệng nói. Nàng nhìn thấy một hải tặc mặc lễ phục màu đen bước ra khỏi phi thuyền. Hắn trông vô cùng đẹp trai, mái tóc dài màu đỏ như máu được thả xuống thắt lưng, trên đỉnh đầu lại không một có sừng nhỏ màu vàng mà chỉ có một vết sẹo màu đỏ. Nghe đồn, vị hoàng tử của bộ tộc Phoenix đời trước này cạnh tranh thua, đã chủ động cắt đi cái sừng màu vàng vinh quang của mình, đi vào trong vũ trụ hải làm hải tặc. Evely August Jenny Phoenix chậm rãi hành lễ. Hai vị cường giả nhân tộc đi từ phía sau lưng hắn ra. Bọn họ đều là cấp bậc hắc động tiên. Vũ trụ hải bác hoàng, ba vị còn lại đều đến rồi. Evelyn nói. Xem ra các ngươi đã có sự lựa chọn. Jenny vốn có thù oán với Levi. Hai vị hắc động tiên còn lại không nói gì, hiển nhiên đã thầm chấp nhận. Mà lúc này, lại có một hạm đội khổng lồ tới gần dẫn đầu hạm đội này là một chiếc phi thuyền hình rồng màu vàng sậm. Nó chậm rãi dừng lại ở sát vòng ngoài. Tiếp theo, cửa khoang mở ra, một vị hắc động tiên với mái tóc bạc, trong tay cầm cái gậy chống màu đen bay ra. Trên đầu gậy còn gắn một viên bảo thạch đỏ cực lớn. Có mấy vị hắc động tiên im lặng đi theo phía sau lưng hắn. Sau khi trải qua nhiều lần hao tổn, đây đã là lực lượng cuối cùng của đế quốc Lanicania. Nguyên soái chiến khu phía nam, Diêu si các hạ. Eveli giống như có thể nhìn thấu linh hồn, tầm mắt đảo mắt mọi người ở đó, tiếp theo thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Xem ra tất cả hát động tiên đều đã nhận được tin tức của ta, cũng xác nhận muốn giải quyết Levi Phoenix. Trong lời nói của nàng kèm theo sự tự tin. Lấy trình độ linh hồn cao siêu của nàng, những hát động tiên trong vũ trụ trước đây nghe nàng phát thanh cũng lần lượt tương ứng với các vị ở đây, không sót một ai. Tất cả hắc động tiên cách đó không xa, phương tịch biến mất vào nội vũ trụ của mình, chỉ lấy thần niệm bí mật đảo qua các hắc động tiên ở đây. Thôi, ngươi vui là được rồi. Chẳng qua, một mẫu hoàng trùng tộc cấp bậc hắc động tiên khó có thể phát hiện ra vị vũ trụ tiên như hắn là chuyện vô cùng hợp lý. Phương tịch kiềm chế cảm xúc, lắng nghe kế hoạch của những hắc động tiên này. Đỉnh cao của các chủng tộc trong vũ trụ này thật ra không phải là thực lực cá nhân mà là khoa học kỹ thuật. Ví dụ như binh khí kỳ quan vũ trụ của đế quốc trước đó thậm chí có thể chôn vùi một vị hắc động tiên. Mà lúc này, ba thế lực lớn và hải tặc vốn là kẻ thù truyền kiếp của nhau từ trước tới nay lại liên thủ, lực lượng có khả năng đánh ra khiến phương tịch cũng phải liếc mắt nhìn. Khụ khụ, về phương diện vũ khí, binh khí kỳ quan vũ trụ của đế quốc đã được chứng minh là vô dụng đối với vị bệ hạ kia. Diêu si nói, chẳng qua chúng ta vẫn có hủy diệt mâu tuy bởi vì viện khoa học hoàng gia bị hủy diệt dẫn đến rất nhiều nghiên cứu chậm lại nhưng vẫn còn dư lại vài vật thí nghiệm chỉ là làm sao nhắm được mục tiêu mới là một vấn đề lớn bệ hạ dường như nắm giữ năng lực hóa thân thành trạng thái lượng tử bên trùng tộc chúng ta đã nghiên cứu ra thiết bị kết nối sóng não mới nhất đủ để tạm thời liên kết linh hồn của sáu vị mẫu hoàng và ta đến lúc đó chúng ta thi triển toàn lực ra một cơn lốc linh hồn ít nhất có thể làm cho mục tiêu dừng lại trong chớp mắt ngắn mũi. Giọng nói của Evely có phần huyền ảo. Ngoài ra, chúng ta còn cần đánh mạnh tay. Ô gật đầu. Tinh thú có thể xuất chiến, nhưng khoa học kỹ thuật tối cao của chúng ta, vạn u cơ giáp vẫn thiếu áo cổ thủy tinh mấu chốt nhất. Khụ khụ. Jenny Phoenix ho khan một tiếng. Trên hắc nguyên đại lục, áo cổ thủy tinh vẫn còn phần một tiêu chuẩn cuối cùng trong nhà kho của phía nam đế quốc vẫn còn nửa phần ngay sau đó Si mở miệng rất tốt kể từ đó món cơ giáp cuối cùng đó tất nhiên có thể hoàn thành xác suất thắng của chúng ta cũng có thể tăng thêm một phần vạn ogup nói chỉ có một phần vạn thôi sao một vị hoàng giả hải tặc vũ trụ khác không nhịn được hỏi đây là tai họa lớn hủy diệt vũ trụ chỉ sợ chúng ta dốc hết sức lực cũng khó có thể nắm giữ được xác suất thắng hơn 50%. Eveli lộ ra nụ cười thảm. Tiếp theo, chỉ có thể mong chờ kỳ tích xảy ra. Kỳ tích à? Phương tịch lặng lẽ quan sát, bỗng nhiên thầm thở dài. Các vị hát động tiên nhanh chóng thương lượng xong. Hoặc nói, lúc này liên quan đến sự sống chết, bọn họ không thể không lấy ra tất cả sức lực. Chẳng bao lâu, một đội ngũ thảo phạt hoàn toàn mới đã sẵn sàng. Ô gút chính đầu chính đuôi rít gào một tiếng, không ngờ một bộ giáp che kín đã che kín toàn thân. Bộ giáp này màu đen, mặt ngoài có hoa văn phức tạp, vị trí bờ vai còn có gai ngược. Theo cơ thể tộc trưởng tinh thú tộc di chuyển, bộ giáp này không ngờ giống như đang cắn nuốt phản vật chất vũ trụ, mang đến rất nhiều sự gia tăng. Hả? Phương tịch nhìn bộ giáp này, cảm giác được mở rộng tầm mắt. Kỹ thuật của tinh thú và trùng tộc quả nhiên khác xa nhân tộc, lại mang theo một vài tư tưởng kỳ diệu. Bộ vạn u cơ giáp thật sự không tệ. Hắn lặng lẽ quan sát, chỉ thấy tộc trưởng tinh thú tộc dẫn theo mấy tinh thú cấp hắc động tiên khác nhảy vào trong một vòng xoáy. Từ góc độ vũ trụ để quan sát, có thể nhìn thấy từng tia sáng giống như cành cây đang vặn vẹo và hội tụ về phía vị trí đế vương tinh ban đầu. Về phần mấy tinh hệ gần đó đã sớm không còn bóng dáng từ lâu. Levi Phoenix. Ogup nổi giận gầm lên một tiếng, chính cái đầu đồng thời há cái miệng to như chậu máu ra, giống như chính hố đen. Thời không hoàn toàn vặn vẹo và tiến vào trong màn ánh sáng kia, khiến từng lưới ánh sáng vỡ nát. chết. nhân loại chết. từng tinh thú cấp hắc động tiên ở phía sau ô gút triếp cào. vụ nổ tia gamma, lực trường hố đen, tia vũ trụ, các loại năng lượng khó diễn tả được hình thành dòng nước lũ với đủ mọi màu sắc cuối cùng phá tan lưới ánh sáng kia, hiện ra một bóng người trong đó đó là một bóng dáng cao tới ba năm ánh sáng hắn bị treo ngược trong không trung hai tay giang ra vô số sợi giống như tia sáng tại thành đôi cánh khổng lồ dung hợp với phía sau lưng hắn mỗi giây mỗi phút trong vũ trụ đều có vô số chất lượng biến mất bị hắn cắn nuốt bóng người này có mái tóc dài màu trên đỉnh đầu có một cái sừng màu vàng đó chính là hoàng đế bệ hạ của đế quốc levi phoenix hắn mở hai mắt ra một lực hút khủng khiếp hiện ra lực trường của hố đen được mở ra toàn diện và trung hòa. Ô trích gào một tiếng, phía ngoài cơ giáp màu đen trên thân hắn lóe lên từng hoa văn. Không ngờ đã mơ hồ dung hợp lực trường hố đen của hắn và mấy tinh thú phía sau hắn, trung hòa lực trường của Levi Phoenix. Ngay cả như vậy, mấy tinh thú vẫn mất khống chế mà bay về phía Levi. Hình như lực trường hố đen của đối phương đã bị biến chất, không ngờ có thể áp chế tất cả lực trường hố đen của tinh thú. Phục phục một tinh thú bốc cháy giống như dung nham, hình thể giống như hành tinh đột nhiên trên rỉ một tiếng, lại bị một sợi tơ ánh sáng trong không trung đâm thủng. Cơ thể cấp bậc hắc động tiên của hắn đối mặt với loại sợi tơ ánh sáng này, không ngờ lại không có khả năng chống đỡ, chẳng khác nào người bình thường đối mặt với lưỡi dao sắc bén vậy. Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể của hắn sụp xuống, hình như theo sợi tơ ánh sáng kia tiến vào trong cơ thể Levi Phoenix. Vũ trụ Levi Phoenix thì thào một tiếng, lực dẫn xung quanh lại đột nhiên tăng vọt. Không gian thời gian đều khó có thể chạy trốn. Không chỉ có vậy, từng sợi tơ ánh sáng trong hư không đang nhanh chóng hồi phục, trục trịch giống như rắn độc muốn cắn. Trên tinh cầu tổ của trùng tộc, gút sắp không chống đỡ được nữa rồi. Eveli ngồi xếp bằng, dưới thân có một kim tự tháp giống như thủy tinh vậy. Ở xung quanh kim tự tháp có từng mẫu hoàng trùng tộc cũng ngồi xếp bằng, trên trán mọc ra từng cái râu ở trên râu, lực tinh thần mạnh mẽ trực tiếp hóa thành thực chất, lan tràn tới trên kim tự tháp thủy tinh. Tháp kim tự tháp hiện ra từng hoa văn màu vàng và hội tụ ở đỉnh tháp. Một cơn lốc linh hồn. Eveli đứng dậy. Vào giờ phút này, ý thức của nàng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp phong tỏa lấy sơ hở của vị Levi Phoenix ở trong vũ trụ kia. ầm ầm ầm. Lực tâm linh vô hình đảo qua Levi, không ngờ khiến cho ánh mắt của hắn chật lộ vẻ hoang mang. Trên hạm đội cách đó không xa, từng chiếc phi thuyền vũ trụ xếp thành đội hình đặc biệt cùng bảo vệ một khẩu pháo cực lớn. Hủy diệt mâu. Phóng ra. Phần lớn tâm thần của Diêu Si dường như hòa vào trong một quả đạn pháo. Đạn pháo được tạo thành hình dáng của Trường Mâu, trong đó không ngờ có một đoạn dường như trong suốt, nuôi dưỡng một tia sấm sét màu đen. Jenny Phoenix và các hoàng giả hải tặc đều đứng ở bên cạnh. Vào giờ phút này, lực trường hố đen bên trong cơ thể của bọn họ đang lao mạnh ra, lực khái niệm không ngừng chồng lên nhau, hội tụ ở trên hủy diệt mâu. Xoẹt, trong vũ trụ hiện ra một tia chớp tối tăm. Tia chớp này cực lớn, lại dường như do lực hủy diệt thuần túy tạo thành. Nó lao đi với thế xếp đánh không kịp bưng tay, lập tức đánh trúng Levi Phoenix đang đờ đẫn ở trong một cơn lốc linh hồn. Phục. Levi Phoenix mở hai mắt ra, vẻ mặt hết sức đau đớn. Mái tóc dài màu đỏ của hắn rủ xuống giống như ngân hà, có thể bao trùm vô số tinh cầu. Không ngờ có một thanh trường mâu màu đen hoàn toàn xuyên qua ngực của hắn, có vật chất vũ trụ nào đó tràn ra. Thật giống như một nam tử ăn no căng, bị người ta xé bụng ra vậy. Trong lòng tất cả hắc động tiên đột ngột xuất hiện một ý nghĩ. Nhưng trong phút chốc, đoạn hủy diệt mâu tối đen kia không ngờ bắt đầu bị ngực của người khổng lồ treo ngược chậm rãi cắn nuốt. Không xong rồi mọi người ra tay cùng lúc đi ogus nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức rít gào một tiếng trong vũ trụ hiện ra ảo ảnh của một con thú lớn móng vuốt vô cùng sắc bén và khổng lồ của nó chợt ép xuống ầm uhm. ogus kêu thảm một tiếng móng vuốt sắc bén khổng lồ đã bị gãy ta phải cảm ơn các ngươi cơ thể levi phoenix lại phóng to tới mức chín năm ánh sáng phát ra giọng nói chấn động lòng người nếu không phải nhờ có các ngươi ta sẽ không có cách nào đi ra được nửa bước cuối cùng này lại để cho các ngươi lấy cái chết tới giúp ta được tạo nguyện đi trong chớp mắt tiếp theo vô cùng tia sáng liên kết lại với nhau giống như hóa thành một gốc cây lớn che trời từng cây cành và dây leo giống như thanh thương nhanh chóng đâm xuống gào gào không các hắc động tiên của tinh thú trùng tộc thậm chí nhân loại lần lượt chống đỡ nhưng không hề có hiệu quả kim tự tháp thủy tinh ầm ầm sụp đổ Từng chiếc phi thuyền vũ trụ nổ tung ở trong vũ trụ. Tiếp theo chính là từng vị hắc động tiên bị treo ngược, bao gồm cả gút có chín đầu khổng lồ cũng vậy. Vạn u cơ giáp trên người hắn phát ra ánh sáng rực rỡ cuối cùng, nhưng Chung Quy bất đắc dĩ hóa thành mảnh vỡ. Một loại biến hóa kỳ lạ lập tức xảy ra ở trên người hắn. Tuy gút vẫn chưa suy thoái hoặc bị thương nặng, nhưng hắn có thể cảm giác được chất lượng của bản thân đang bị gốc cây ánh sáng này cướp đi liên tục rót vào trong cơ thể của Levi Phoenix. Vũ trụ quy nhất giả, không ngờ thật sự mạnh như vậy. Đồng tử trên chính cái đầu của hắn đều khép lại, hình như đã thấy thoáng ra, chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận cái chết. Ầm. Um. Nhưng trong phút chốc, mắt của ô gút lại mở ra. Hắn nhìn thấy gốc cây ánh sáng khó có thể miêu tả kia bị xé rách, từng vị hắc động tiên thoát chết, trong lòng vẫn còn sợ hãi bay ra ngoài. Levi Phoenix không truy kích, chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn một nhân loại mới xuất hiện trong ánh mắt kia không ngờ vô cùng phức tạp bừng tỉnh chấn động giống như đang nhìn kẻ thù lại kèm theo chút vui mừng cây a levi phoenix nói ta đã từng cho rằng oop sẽ đứng ở chỗ này nhưng hắn quá mức ngu xuẩn ngu xuẩn giống như Yoro vậy thậm chí hắn còn chưa đạt tới hắc động tiên đã bắt đầu lên kế hoạch thâu tóm đế quốc bởi vậy ta ban tặng cho chúng cái chết vĩnh hằng nhưng ngươi hài tử của ta ngươi hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của ta ta cảm giác được ngươi đi trên một con đường hoàn toàn khác ta đúng vậy ta đặt tên cho cảnh giới này là vũ trụ tiên phương tịch thở dài vũ trụ lớn lực cùng cuộn tuôn ra mang theo lực lượng vô tận khiến levi cũng phải chấn động nếu như ngươi đã hoàn thành vũ trụ quy nhất vậy ta còn xa mới là đối thủ của ngươi nhưng bây giờ, ta đã là vũ trụ tiên, ngươi còn chưa hoàn toàn thăng cấp. Vũ trụ tiên Trong lòng đám người mẫu hoàng trùng tộc, tộc trưởng tinh thú, thậm chí diêu si, Jenny đều nóng như lửa. Hóa ra trên hắc động tiên không nhất định phải đi theo con đường vũ trụ quy nhất đối địch với giới này, còn có thể thăng cấp theo con đường khác. Vũ trụ tiên Ánh mắt Levi Phoenix hình như xuyên qua điểm kỳ dị không gian, thời gian của phương tịch, nhìn thấy nội vũ trụ kia. Trong ánh mắt hắn có phần vui mừng, lại có phần đáng tiếc. Mở ra nội vũ trụ cần tiêu hao lực khái niệm cũng không khác nào cắn nuốt vũ trụ. Đều là một con đường cục. Chẳng lẽ ngươi liên quan đến khái niệm đa nguyên vũ trụ, từ trong đa nguyên vũ trụ hấp thu được lực khái niệm lớn như vậy? Chẳng lẽ trên vũ trụ tiên chính là đa duy tiên? Vị hoàng đế bệ hạ này không hổ danh là hắc động tiên mạnh nhất từ trước tới nay, bất luận về tư chất tu luyện, thiên phú, thậm chí ngộ tính đều tuyệt đỉnh. Đa Duy Tiên Phương tịch thoáng ngây người Cảnh giới này và đạo quả dường như trăm sông đổ về một biển Ta cũng không biết, có thể là vậy Hắn thản nhiên trả lời Đúng là, phải nhìn thấy phong thái ở chỗ trí cao kia Ánh mắt Levi Phoenix nóng rực nóng, giơ tay phải lên Đến đây đi Để cho ta chứng kiến lực lượng vũ trụ tiên Ở trên tay phải của hắn có từng tia sáng hiện ra tiếp theo hóa thành một gốc cây lớn che trời từ trong cây lớn hiện ra một đoạn đầu trường mâu tiếp theo là thân trường mâu ánh sáng giống như ánh sáng tới từ thuở ban sơ chiếu sáng tất cả một thanh mâu ánh sáng hiện ra ở trong tay của levi phoenix thân hình hắn bỗng chốc đảo ngược lại tay phải cầm trường mâu và chợt ném ra ánh sáng trường mâu ánh sáng hình như trực tiếp xuyên qua hư không đâm trúng ngực của phương tịch tiếp theo nó lại thông qua điểm kỳ dị không gian Thời gian đi tới nội vũ trụ của hắn Nội vũ trụ Một tia sáng cuồn cuộn hủy diệt rất nhiều tinh cầu Cuối cùng ở dưới lực vũ trụ trùng trùng điệp điệp Nó vẫn không ngừng bị phai mờ Đây là sự chênh lệch về bản chất lực lượng Giữa vũ trụ tiên và hắc động tiên Kiếm này tên là Nhất kiếm sinh vũ trụ Phương tịch khẽ thở dài Trung tử kiếm xuất hiện ở trong tay hắn Hắn chém ra một kiếm một vũ trụ cỡ nhỏ hiện ra và bao phủ lấy Levi Phoenix. Trong phút chốc, vũ trụ cỡ nhỏ sinh ra, trưởng thành, đạt tới đỉnh phong và hủy diệt. Vào giờ phút này, địa hỏa phong thủy được tạo lại. Một kiếm qua đi, cơ thể cao chín năm ánh sáng của Levi Phoenix đã hoàn toàn không còn hình bóng. Tự dẫn nguyên cực kỳ khổng lồ ở phía trước kia cũng biến mất. Vũ trụ ở đây cuối cùng dừng co lại, lại bắt đầu bành trướng ra ngoài. Phương Tịch nhắm hai mắt lại, Tuy hắn không cắn nuốt vũ trụ này, nhưng hắn đã nuốt trọn tích lũy của Levi Phoenix, đã khiến nội vũ trụ của hắn nên đón một sự phát triển cực lớn. Sao vũ trụ tiên? Chẳng lẽ thật sự là đa duy tiên? Nhưng làm sao để chạm đến đa duy tiên? Bây giờ, ta căn bản không có cách nào. Đa duy vũ trụ chính là tuyến thời gian của một vũ trụ khác. Rất nhiều thời không bình hành và chư thiên bảo giám giống như hai loại đường đi nhưng trăm sông đổ về một biển. Rất lâu sau, hắn mở mắt ra, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười khổ. Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy được các hắc động tiên Ogup, Eveli, Yushi. Cây a Jenny nhìn tiểu bối trong hoàng tộc này, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tiếp theo, Yushi trực tiếp quỳ một gối xuống, cung kính nói. Chúc mừng bệ hạ đăng cơ. Trở thành vũ trụ đại đế các hắc động tiên còn sót lại của đế quốc đứng phía sau diêu cũng lần lượt quỳ xuống hành lễ dù sao cây a chính là người của hoàng tộc phoenix hắn kế thừa đại đế là chuyện đương nhiên càng không cần phải nói tới đối phương còn có thực lực mạnh như vậy thậm chí một ý nghĩ của hắn có thể dễ dàng hủy diệt bọn họ như trở bàn tay bọn họ vốn chính là tổng đốc các nơi trong đế quốc bây giờ lại quay về trong đế quốc cũng là chuyện đương nhiên jenny suy nghĩ rồi quỳ xuống theo sau lưng hắn, hai vị vũ trụ hải bác hoàng vốn có quan hệ không rõ ràng với đế quốc, lúc này cũng quỳ rất nhanh. Thậm chí, Eveli và Ogup liếc mắt nhìn nhau, đều quỳ gối hành nửa lễ. Vũ trụ đại đế bệ hạ, không biết tương lai trùng tộc ta và tinh thú thế nào. Phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc này, hắn đạt tới thực lực như vậy, hắn không bước lên vị trí này, tất cả mọi người sẽ không yên tâm hắn trầm ngâm một lúc mới nói trở lại như trước kia là được rồi cảm ơn bệ hạ trong lòng evelyn và ogul nhất thời thả lỏng âm thầm thở hắt ra một hơi ôi phương tịch nhìn thấy cảnh tượng này lại thở dài có vẻ không quá vui mừng hắn vốn chỉ muốn là một hải tặc tinh tế tự do tự tại mà thôi sao lại biến thành vũ trụ đại đế dưới yêu ma thụ ở địa tiên giới phương tịch đang ngủ say chợt vương vai một cái thích thú đứng dậy. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu năm. Thần niệm của hắn có mặt ở mọi nơi, trong nháy mắt đã quét qua tất cả địa tiên giới một lượt. Đám người thủy linh tâm, vân hy, tiểu thanh, tiểu huyền quy hắn để ý, bây giờ đều là tu vi đại thừa, thậm chí vượt qua vài lần kiếp số. Cho dù là ở trên bản hoán đổi của đa bảo thiên tôn bây giờ cũng không chỉ có một viên nguyên thần đan. Điều này khiến những người kia đều có khả năng phi thăng thành tiên. Bắt thần tiên vực, tẩy tiên trì, ta cũng nên bắt đầu mưu tính rồi. Trước đây, Phương Tịch không để ý, vì cho dù hắn chứng thực đạo quân, ở trong chân tiên giới cũng được xem là người đứng đầu một phương, nhưng đối mặt với rất nhiều đạo tôn vẫn không đủ nhìn. Bản thân hắn cũng không muốn tới, chỉ muốn tìm hiểu Chư Thiên Luân Hồi, một thân ngoại hóa thân của hắn đã thăng cấp vũ trụ tiên. Chuyện này có thể nói là tương đối thuận lợi. Đồng thời, thân ngoại hóa thân bây giờ khác với những ngoại đạo hóa thân trước đó, căn bản không có nguy cơ phản bội. Chỉ là không biết thực lực có thể bằng được đạo tôn không. Lần này, phân thân ở vũ trụ tiên quả thật đã lập được công lớn, tìm hiểu vũ trụ sinh diệt vì ta, cung cấp rất nhiều kinh nghiệm về đạo luân hồi. Chỉ cần tiếp tục tìm hiểu, chờ tương lai hoàn toàn hiểu được, ngày nắm giữ chư thiên luân hồi đại đạo sẽ không còn quá xa. Sắc mặt phương tịch phấn chấn. Chân tiên giới, Hãng hải tiên vực, vạn hô đảo. Sơn nhạc châu hóa thân ngáp một cái, ném cần câu đi. Một con cá kỳ lạ nửa cá nửa rồng đã bị hắn ném lên bờ. Cho dù con ngư long này khoảng cấp 7, cũng chính là sóng pháp lực cấp bậc hợp thể, nhưng đối mặt với một vị tiên nhân thả câu, nó vẫn chẳng làm gì được. Rất tốt, hôm nay có cá ăn rồi. Ánh sáng màu bạc lóe lên, bản tôn phương tịch hiện ra hắn vô cùng thành thạo bảo sơn nhạc châu hóa thân bắt đầu mổ long ngư và chuẩn bị giá nướng tiếp theo lại có một vị phương tịch mặc trang phục đại đế hiện ra đó chính là vũ trụ đại đế thân ngoại hóa thân bản tôn là cảnh giới đạo quân chỉ sợ đã là dung nạp cực hạn của địa tiên giới rồi nếu lại thêm một vị vũ trụ tiên tới sợ địa tiên giới sẽ không chịu nổi phương tịch nhìn vũ trụ tiên hóa thân chỉ thấy hóa thân này thu khí tức lại đến cực điểm giấu tất cả dao động ở trong nội vũ trụ của bản thân, ở trong chân tiên giới không hề có gì khó chịu. Hắn không khỏi liên tục gật đầu. Không hổ danh là chân tiên giới, chỉ sợ ở trong đại thiên thế giới cũng được tính là người mạnh nhất. Ta muốn biết thực lực của vũ trụ đại đế hóa thân rốt cuộc thế nào, cũng không phải không có cách. Hắn chấp hai tay lại. Một bảo giám bằng đồng không sức mẻ hiện ra. Đó chính là bản thể của chư thiên bảo giám. Vũ trụ tiên hóa thân dơ hai tay nhận lấy, lực lượng lớn của vũ trụ trùng trùng điệp điệp rót vào trong đó. Trên bảo giám bằng đồng lập tức phát ra thần quang mạnh mẽ. Tinh không bao la, vô số thế giới, vô số vũ trụ hình như đều hiện ra ở trong đó. Chư thiên bảo giám, nếu ta đạt đến cấp đạo tôn, chắc hẳn có thể luyện hóa đạo quả trong đó. Phương tịch thì thào một tiếng. Tiếp theo, nhìn thấy ánh sáng trên chư thiên bảo giám dần dần tiêu tan thì không thở dài, Tất chư thiên bảo dám đi. Không có cách nào luyện hóa đạo quả. Điều này chứng tỏ vũ trụ tiên vượt quá đạo quân cấp 10, nhưng chung quy vẫn kém hơn đạo tôn cấp 11 à. Có lẽ có thể tính là chuẩn cấp 11. Cũng chính là chuẩn đạo tôn. Không đúng, cho dù trước đây vũ trụ tiên của ta yếu hơn đạo tôn, nhưng sau khi cắn nuốt phần lớn tích lũy vũ trụ quy nhất của Levi Phoenix, tuyệt đối không kém bao nhiêu. Như vậy thân ngoại hóa thân chung quy không phải là bản tôn, khó có thể luyện hóa đạo quả. Vũ trụ tiên đã là lực chiến đấu đạo tôn cấp 11 chân chính. Bất kể thế nào, dưới loại thực lực này đủ để mưu toan lấy tẩy tiên trì của Bắc thần tiên cung rồi. Trên thực tế, nếu không phải trước đây Bắc thần tiên vực có danh tiếng thái quá, thu hút rất nhiều đạo tôn chú ý, cho dù phương tịch chỉ có thực lực đạo quân, hắn cũng dám qua trực tiếp cướp cơ nghiệp của Bắc thần tiên cung, làm giống như thanh vân đạo quân vậy nhưng bây giờ đã đủ rồi. Dù sao không có người nào có thể ngờ được, trong thời gian ngắn ngủi, vị luân hồi đạo quân kia lại chế luyện ra một vị phân thân đạo tôn. Ta hoàn toàn có thể giả làm một vị đạo tôn cổ xưa sống lại, bị luân hồi đạo quân thu hút, phái người đi tới bắt thần tiên vực điều tra, sau đó tùy tiện tìm lý do tiêu diệt bắt thần tiên cung, chiếm lấy tẩy tiên trì. Cho dù phương tịch có thể chế luyện tẩy tiên trì, nhưng vị trí của nó vô cùng quan trọng nó phải ở bắc thần tiên vực mới được thậm chí chính là chỗ bắc thần tiên cung mới có khả năng nối liền tiết điểm không gian hai bên nếu không sau này rất nhiều người quen ở địa tiên giới phi thăng cho dù phương tịch bằng lòng để cho địa tiên giới thả người bọn họ cuối cùng vẫn ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi trong chân tiên giới như vậy sẽ rất nguy hiểm về phần sử dụng chư thiên bảo giám dẫn người phi thăng trước khi đạt tới đạo quả phương tịch căn bản sẽ không cân nhắc tới chuyện để lộ những điều đó dù sao hắn sống cẩu thả đã quen rồi không ngờ phải quay về nhanh như vậy sơn nhạc châu hóa thân ở bên cạnh cá nướng dù sao bản tôn và một thân ngoại hóa thân khác quá mạnh mẽ hắn chỉ là một vị tiên nhân hắn lại thản nhiên chấp nhận sự thật địa vị giảm xuống bắt đầu cá nướng và chuẩn bị rượu ngon tốt xấu gì ta cuối cùng vẫn mạnh hơn một hóa thân khác đại việt hóa thân kia lăn lộn đến cuối cùng chẳng qua chỉ là một thiên sư ngũ phẩm thậm chí còn kém hơn một ngón tay của Sơn Nhạc Châu hóa thân. Lúc này, hắn đương nhiên bị phương tịch sai phái đi, một luồng chân linh trực tiếp tiến vào trong Chư Thiên Luân hồi, thăm dò đại thiên thế giới khác. Dù sao, hắn muốn tìm hiểu Chư Thiên Luân hồi đại đạo, lại phải không ngừng luân hồi ở trong rất nhiều đại thiên thế giới. Đây là kết quả phương tịch có Chư Thiên Bảo giám trợ giúp, tiến độ mới nhanh chóng như vậy. Nếu không, hắn chỉ muốn tìm được đại thiên thế giới để tiến hành luân hồi cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy hoặc nói là căn bản không làm được bởi vậy đại đạo này có thể nói là đại đạo phù hợp với phương tịch nhất càng không cần phải nói tới thu hoạch phong phú trong lần này chỉ cần hắn luân hồi thêm vài lần hắn nhất định có thể một lần hành động nắm giữ chư thiên luân hồi đại đạo trở thành đạo tôn tiếp theo luyện hóa đạo quả bản tôn phương tịch nhận lấy con cá nướng và cắn một miếng sau đó nhìn về phía vũ trụ đại đế hóa thân ta thật ra chưa từng thử đưa khí tức hoàn toàn quay về trong vũ trụ, không trao đổi cùng khí cơ của chân tiên giới. Chờ ta thử qua những địa phương khác một lượt, ta không biết có thể không nắm giữ đại đạo hồi hưởng của đạo tôn không? Hoặc trực tiếp cảm ứng được vị thời không đạo tôn kia? Vèo Vũ trụ đại đế hóa thân của phương tịch giống như một tia sáng, lấy tốc độ vô cùng kinh người lướt qua vô số vùng biển. Ta lấy tốc độ này, chưa đầy nửa khắc đã có thể vượt qua hãng hải tiên vực trong lòng hắn rất vui sướng, dần đàn thả ra khí cơ trong nội vũ trụ của bản thân ra. Đạo quân lấy đạo chủng hợp đạo, trong từng hành động cử chỉ đều có thể phá vỡ lực pháp tắc của chân tiên giới, uy thế vô cùng kinh người. Đạo tôn càng cao hơn, nắm giữ một đại đạo và đại đạo hồi hưởng. Có câu nhớ mãi không quên, nhất định phải có tiếng vọng. Khi ngươi hiểu về một vị đạo tôn càng nhiều, đạo tôn tất nhiên cũng biết về ngươi đây là năng lực mạnh mẽ phải thông qua lực của đại đạo mới có khả năng thực hiện được cũng đại biểu cho đạo tôn đặc biệt khống chế đại đạo ta quả thật không biết nhiều về vị thời không đạo tôn kia thứ nhất là ta ít ra ngoài hình như cũng chỉ bị đại đạo hồi hưởng dẫn dắt khi thời không đạo quân lập đạo bây giờ ta còn tính là thời không đạo tôn không hoặc nói là vũ trụ đạo tôn trong lòng phương tịch âm thầm suy nghĩ trên dưới bốn phương là vũ từ xưa tới nay là trụ bởi vậy trên thực tế phần lớn vũ trụ đạo tôn vẫn là thời không đạo tôn đại đạo này trùng hợp có chút nghiêm trọng chỉ sợ vì sự tồn tại của ta lực lượng của vị thời không đạo tôn kia sẽ giảm xuống thậm chí mất đi vị trí đạo tôn vậy thì thú vị đấy trong lòng hắn xuất hiện một vài ý nghĩ không quá lương thiện khi hắn sắp bay ra khỏi hãng hải tiên vực xôn xao đột nhiên phía trước nổi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt vô số màng nước bay lên và hóa thành kết giới có phạm vi cực lớn bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm vào trong đó nó có màu xanh như nước sóng biển như rồng bay lên không trung các vị tu sĩ không cần hoảng sợ cầu long tộc ta đang truy bắt một tội phạm quan trọng thôi thỉnh thoảng lại có thủy tộc lướt sóng qua tướng mạo trăm kỳ ngàn quái hung thần ác sát trong tay cầm cương xoa lớn tiếng đe dọa Bây giờ nhị thái tử của cầu long tộc ta ở đây, tu sĩ nhân tộc các ngươi nhanh chóng đứng ngay ngắn tại chỗ chờ điều tra, đừng có mà không biết điều lại tự rước họa vào thân. Phương tịch vốn lười để ý tới bọn họ, chuẩn bị thổi hơi phá trận pháp này, tiện thể cho những thủy tộc kia một bài học, sau đó sẽ rời đi. Nhưng hắn vừa nghe đến tên nhị thái tử cầu long tộc, lại cảm thấy hứng thú nên dừng lại. Dù sao tam thái tử cầu long tộc giao vô tâm kia đã chết ở trong tay hắn. Lúc này, thần niệm của hắn đảo qua và gặp được một người quen. Hắn không khỏi xoa cầm. Hóa ra là nữ tử này. Đúng là nghiệt duyên. Thu. Sát bên màn nước phi long đại trận, trong tiếng thủy long ngâm nga, một con phượng hoàng năm màu bị ép ra khỏi hư không, hóa thành bóng dáng phượng hoàng. Nàng nhìn màn nước chứa lực pháp tắt phía trước, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Lúc trước, nàng và cầu long tộc trở mặt, nàng tự biết mình không thể ở lại hãng hải tiên vực được nữa nên cố ý lựa chọn vòng qua phạm vi thế lực của cầu long tộc, chạy ra khỏi vực. Kết quả địa vực tiên giới thật sự quá lớn, nàng trốn nhiều năm như vậy vẫn chưa bay ra khỏi phạm vi của hãng hải tiên vực. Đồng thời, hôm nay nàng đã bị cao thủ của cầu long tộc đuổi kịp. Hừ! Tiện tì! Chỉ nghe có tiếng cầm giận dữ vang lên, trong màn nước phía trước lặng lẽ hiện ra một con rồng có một sừng và hai trảo thân hình của nó ngưng tụ như hơi lại như sương, kèm theo chút biến hóa linh hoạt. Không ngờ đó là một vị trảm đạo đạo tử. Hắn đồng thời dung hợp đạo chủng không phải hệ thủy mà là thủy vụ. Thật ra đây là chuyện tốt, đại biểu cho hắn sẽ không bị ngũ hành tiên cung chú ý, nắm giữ một khả năng lập đạo thành công, tiêu diêu tự tại. Chỉ riêng điểm này, con cầu long này còn mạnh hơn giao vô tâm lúc trước. Từng luồng hơi nước thâm nhập vào trong phượng truyện văn đầy trời trong lòng Phượng Hoàng biết tình hình không ổn, nhưng nàng căn bản không thể chống cự được. Nàng đã cảm giác được tiên lực trong thân thể bị kìm hãm, thân hình rơi từ giữa không trung xuống. Ha ha! Tam đệ ta đắc tội đạo quân, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ta làm thái tử cầu long tộc, dù sao cũng phải điều tra rõ ràng. Thủy vụ cầu long hóa thành một nam tử đẹp trai, trên đầu mọc ra một cái sừng, trên người có vảy xanh. Hắn giơ hai bàn tay ra, chuẩn bị tóm lấy Phượng Hoàng. Tam đệ ta tu hành không tốt nhưng ánh mắt thật ra không tệ. Lấy nhan sắc của ngươi đã miễn cưỡng đủ để làm cơ thiếp của nhị thái tử ta. Hả? Bỗng nhiên, trong mắt cầu long nhị thái tử lóe lên ánh sáng màu xanh, sắc mặt biến đổi. Phượng nguyên bản mệnh của ngươi đã mất, chỉ còn là tàn hoa bại liễu, không xứng làm cơ thiếp của ta. Lăng. Ầm ầm trong không trung có hơi nước ngưng tụ và hóa thành một cánh tay người mọc đầy vẫy cá màu xanh và bất chợt vỗ xuống thu phượng hoàng rên rỉ một tiếng máu bắn lên trời cao vị cầu long nhị thái tử này tu luyện một môn thần thông linh mục chuyên dùng để kiểm tra xem trong cơ thể nữ tu có thừa âm nguyên không trên người có mang danh khí không lúc này hắn vừa liếc mắt đã nhìn ra được phượng hoàng không phải cơ thể hoàng bích hắn lập tức nổi giận xem ra đã bị tam đệ của ta uống bát canh đầu cũng được vậy ta cứ dựa theo mệnh lệnh của phụ quân bắt ngươi trở về là được rồi lần trước cầu long long quân lấy một tia thần niệm giao đấu với phương tịch biết được đối thủ chỉ là một huyển diệt đạo quân vô dụng không chịu nổi ở dưới đạo quân pháp tắc huyển diệt quả thật giống như chém dưa thái rau nhưng ở trong đạo quân lại là tiêu chuẩn yếu như gà sau khi cầu long long quân nhớ lại thông qua cảm ứng từ một tia thần niệm kia cảm giác vị huyễn diệt đạo quân này thậm chí còn yếu hơn huyễn diệt đạo quân bình thường. Nếu như lúc đó chân thân của hắn ở đó, tuyệt đối sẽ không mất mặt đến mức như vậy. Bởi vậy, hắn mới phân phó thủy tộc ở hãng hải tiên vực tìm hiểu manh mối liên quan. Cầu Long Long quân thật ra không phải một lòng muốn trả thù, nhưng tự nhiên trở mặt với một vị đạo quân, dù sao hắn cũng phải biết rõ chân tướng chứ. Đồng thời, huyễn diệt đạo quân không quá mạnh mẽ, khiến hắn nắm chắc có thể điều tra. Sau khi biết rõ bối cảnh của đối phương, hắn mới có thể kết luận xem nên hòa hay chiến. Vị cầu long nhị thái tử này phát động thuộc hạ, tốn không biết bao nhiêu năm, cuối cùng bắt được manh mối về Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là nữ tử cuối cùng gặp được tam thái tử, tất nhiên sẽ không bị bọn họ lãng quên. Hắn lập tức đích thân đến đây, chuẩn bị bắt nàng về cẩn thận thẩm vấn. Một con rồng một sừng màu tím bỗng nhiên lại bay ra khỏi mặt biển. Long trảo của nó ấn lạnh, tóm lấy Phượng Hoàng hóa ra là đại ca. Cầu Long Nhị Thái Tử nhìn thấy đại thái tử, trên mặt không khỏi lộ vẻ phẫn nộ. Ngươi tới định cướp công à? Ha ha, sao nhị đệ ngươi lại nói vậy? Rõ ràng là ngươi không cần tới nữ yêu này. Đúng lúc, từ xưa tới nay ta không chê sống nguội, ta lại thản nhiên nhận lấy. Từ trong đầu rồng một sừng màu tím kia truyền ra một giọng nói hùng hậu lại hào phóng. Phượng Hoàng bị Long Trảo bắt được, nàng nghe đến đó thì quả thật xấu hổ muốn chết nhưng căn bản không thể làm gì được nàng nghĩ tới tình cảnh trước đây không khỏi lại rơi lệ có lẽ trước đây mình nhận nam tử cao lớn đeo kiếm kia làm chủ nhân đã không đến mức gặp phải tai họa bất ngờ như vậy ít nhất với thực lực của đối phương chắc chắn sẽ không giống mình mất bao nhiêu năm vẫn còn ở trong hãng hải tiên vực bị đại thái tử và nhị thái tử của cầu long tộc chặn lại lúc này phượng hoàng đã hết hy vọng chuẩn bị vận dụng bí pháp tự sát. Sau lần trước muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, lên trời không có đường, xuống đất không có đường, nàng đã bỏ bao công sức tu luyện thành môn bí thuật này. Cho dù là cấp đạo tử cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Đột nhiên, một tiếng kiếm reo vang vọng trong thiên địa. Chỉ thấy một ánh kiếm chói lòa giống như cầu vòng trắng vắt ngang mặt trời, trực tiếp đâm rách màn nước đại trận, chặt đầu từng con thủy long đang gào thét. Tiếp theo, ánh kiếm này bạo phát tinh quang giống như ngôi sao nhảy nhót một kiếm chém về phía đại thái tử cầu long màu tím phục một vệt trắng mảnh lướt qua cổ của đại thái tử đầu của con dao long màu tím này lại gục xuống cho đến lúc này mới có một thần niệm tức giận hiện ra hóa thành một con tử ngọc cầu long đó chính là cầu long long quân phụ quân cứu ta nhị thái tử nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức kêu to một tiếng lấy ra một tấm lá trắng vẫy rồng thân hình bay ngược về phía sau nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha